Đầu mùa hạ, nắng nóng như muốn thiêu đốt hết lá cây ngọn cỏ. Mơ nhìn xung quanh làng một lượt, thấy không có nhà nào là không có điều hòa nữa. Cô bàn bạc với chồng thắt lưng buộc bụng để mua cái điều hòa về dùng. Lúc người giao hàng tới nơi, Mơ cảm thấy rất vui mừng vì cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái cảnh nắng nóng 40 độ của hai vợ chồng trong căn phòng kính chật hẹp. Chị Hiền nghe tiếng xe máy lạ, liền chạy ra ngó nghiêng. Chị ta bắt đầu dò hỏi. Hai vợ chồng nhà chú hôm nay sắm gì đó? Dạ, đây thời tiết nóng quá, vợ chồng em đánh liều mua cái điều hòa về dùng chị ạ. À. Chị cũng chỉ hỏi thăm vậy thôi, hai đứa có tiền thì cứ mua mà dùng, chứ đâu đến mức phải đánh liều lắm thế. Nhưng mà một cái điều hòa này cũng ăn tiền điện gấp 3 4 lần tiền điện cả nhà dùng hàng tháng đó. Cô chú xem thế nào sử dụng cho hợp lý. Dạ chị không cần lo ạ. À. Vợ chồng em cũng đã thưa với mẹ là sẽ thanh toán tiền điện cho cả nhà rồi. Thấy không bắt bẻ thêm được gì nữa, Hiền lại quay vào trong phòng. Mơ đã quá quen thuộc với những câu nói đá đẻo của Hiền mỗi ngày. Để nói về gia đình nhà chồng của Mơ thì cũng khá dài dòng. Bà Quyên sinh được hai người con trai. Ông Quân, chồng bà, ngày xưa vì quá chán nản với hoàn cảnh nghèo đói, kiếm ăn lây lát qua bữa nên đã bỏ đi biệt xứ. Giờ chẳng ai biết ông đang ở đâu và có còn sống hay không. Mơ và Thành gặp gỡ nhau khi cùng làm ở một công ty điện tử ngoài Bắc Ninh. Hai người nhanh chóng kết hôn sau một khoảng thời gian ngắn quen biết. Tính đến nay, họ đã kết hôn được hai năm. Sau đó, cả hai đã chuyển về quê sinh sống. Trong nhà, Thành là em út. Trước Thành có anh Cường. Tuy Cường lớn hơn Thành tận 6 tuổi, nhưng đường tình duyên lại khá muộn. Anh mới kết hôn năm ngoái với Hiền, và hiền ít hơn anh cả một con giáp. Những câu chuyện mẹ chồng nàng dâu vốn đã quá quen thuộc với nhiều gia đình, nhưng trong nhà bà Quyên thì câu chuyện chị em dâu mới là điều đáng chú ý nhất. Tất cả cũng bắt nguồn từ việc một gia đình ba thế hệ đang cùng chung sống. Căn nhà của bà Quyên cùng gia đình hai người con trai đang ở khá chật chội. Dù mới được tu sửa lại cách đây hai năm, nhưng so với số lượng người cùng chung sống thì không thể nào thoải mái bà quyên cũng nhận thấy điều đó nhưng mảnh đất của tổ tiên để lại không được chiều rộng lẫn chiều dài dù có muốn chia cho hai đứa con ở riêng cũng không thể chia được chính vì thế mà những rắc rối từ việc sống chung bắt đầu nảy sinh chính xác nhất là từ khi hiền kết hôn với cường họ có thu thêm tiền phí lắp đặt không em giọng thành cất lên kéo mơ về với thực tại mơ nhanh chóng trả lời anh không anh ạ à, lắp được cái điều hòa em mừng quá ít nhất mùa nắng này mình cũng có thể ngủ nghỉ ngon lành rồi đối với nhiều nhà trong làng lắp được cái điều hòa không phải điều gì quá cao sang nhưng với hoàn cảnh của vợ chồng mơ hiện tại đó cũng là một sự cố gắng mơ cứ tưởng đã giải quyết được một sự khó khăn trong gia đình nhưng nào ngờ từ sự việc cái điều hòa ấy mà lại xảy ra xung đột cãi cọ trong nhà bữa tối của đại gia đình diễn ra khá nhanh gọn vì hiền đang có con nhỏ nên việc dọn dẹp bát đũa hay những việc lạc vặt trong nhà, mơ đều đảm đương và không có lấy một lời kêu ca. Mơ đang định mang bát đũa ra rửa thì bà Quyên lên tiếng. Mẹ có chuyện này muốn nói với mấy đứa. Thành tò mò. Chuyện gì vậy hả mẹ? Chuyện là bây giờ trời cũng rất nắng nóng. Cái hiền mới sinh con. Cả hai mẹ con nó đều cảm thấy ngột ngạt trong căn phòng nhỏ chỉ có mỗi cái quạt điện Mẹ biết hai đứa tích góp thắt lưng buộc bụng mới mua được cái điều hòa, nhưng bây giờ hoàn cảnh của chị và cháu cũng tội nghiệp, hai đứa có thể nhường cái điều hòa sang cho mẹ con Hiền không? Lời bà Quyên nói nghe thì giống một lời nhờ vả đầy tính chân thành, nhưng thực ra lại là một yêu cầu vô lý. Mơ thừa đoán được ý tưởng đó là do Hiền nói với bà Quyên, từ ngày chị ta về làm dâu đã rất nhiều lần chị ta đứng đằng sau giật dây bà Quyên để đạt được mục đích của mình chính thành cũng cảm thấy yêu cầu đó của mẹ không hợp lẽ thường lắm nhưng anh chẳng dám lên tiếng cãi lại mơ thì khác cô nhanh chóng lắc đầu không được đâu mẹ ạ nhà mình có ba căn phòng vợ chồng con đã chấp nhận ở căn phòng chật hẹp nhất và nóng nực nhất để chị hiền được thoải mái khi sinh nở con thấy chuyện đó là điều nên làm nhưng riêng với chuyện này con thấy không chấp nhận được con nói không chấp nhận được là ý gì chẳng lẽ con không thấy thương cho cháu và thương cho chị dâu à con sống nên biết nhìn trước nhìn sau chứ không nên ích kỷ như vậy đâu mẹ có thể cho rằng con ích kỷ nhưng thật sự vợ chồng con không có dư giải nhiều để tặng cái điều hòa cho vợ chồng anh chị mơ còn chưa nói hết câu thì thành đã cắt ngang lời của cô ngày mai con sẽ kêu thợ đến tháo cái điều hòa sang phòng của anh chị ơ kìa anh em về phòng anh nói chuyện riêng chút thành kéo mạnh tay mơ về phòng anh khóa trái cửa phòng lại Mặt anh trở nên dữ tợn Khiến mơ có chút khiếp sợ Tuy vậy mơ thấy cô không làm gì sai Để anh phải cư xử lạnh lùng với cô như thế Cô cố gỡ tay Thành ra khỏi tay cô Anh làm cái gì vậy Em còn chưa nói xong mà Em còn định nói thêm gì nữa Anh phải hiểu rằng So với vợ chồng anh Cường Thì vợ chồng mình kinh tế yếu hơn Anh Cường đã đi làm quần quật 12 năm nay Một tháng 30 ngày Anh ấy làm đều đặn không nghỉ ngày nào Lễ Tết anh ấy cũng xin làm tăng ca anh ấy thừa đủ sức để lắp cái điều hòa cho vợ con sử dụng, chứ không cần vợ chồng mình giúp đâu. Anh nhìn lại vợ chồng mình đi. Bây giờ em đi làm công ty ở đây, lương cũng chỉ có 4 triệu. Anh mỗi tháng cũng chỉ trên dưới 6 triệu. Nếu có mang tiếng ích kỷ cũng được. Nhưng bây giờ em không thể nào phóng khoáng cho chị dâu gần hết một tháng lương của hai vợ chồng mình. Chắc chắn phải có lý do gì, anh ấy mới chưa mua cho vợ con sử dụng. Chị Hiền đã về đây được một năm, mà anh vẫn chưa nhìn ra lý do là ở chị ấy hay sao? mặc dù mơ đã giải thích như thế nhưng thành vẫn nhất mực làm theo ý mình vợ chồng mình còn trẻ chịu nóng một chút cũng được quan trọng là cháu nó lớn lên khỏe mạnh thành hùng hổ bước ra bà quyên và hiền đã đứng sẵn ở cửa hiền lại bắt đầu tỏa vẻ tội nghiệp hai vợ chồng chú không phải nhường cái điều hòa cho chị đổ đâu tuy căn phòng của vợ chồng chị đúng là nóng nực thật, nhưng chị vẫn chịu được em đã quyết thế rồi chị cứ lấy đó mà dùng Bà Quyên gật đầu tấm tắt khen con trai. Phải vậy chứ, anh chị em trong nhà đùm bọc lẫn nhau, chứ đâu thể chỉ biết nghĩ cho mỗi bản thân mình. Lúc nói câu đó, bà Quyên cố nói thật to để mơ ở trong phòng nghe được. Mơ không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô phải nhẫn nhục nhường hết những tài sản mà vợ chồng cô sắm sửa về cho Hiền. Lần này là cái điều hòa, lần trước là cái quạt hơi nước, lần trước nữa là cái tủ để đầu giường. Mỗi lần bà Quyên bắt vợ chồng mơ chuyển đồ sang cho Hiền sử dụng, đều dùng câu nói quen thuộc. Thành lại là con trai tốt của mẹ, nên bà Quyên nói gì anh cũng làm theo. Lắm lúc mơ thèm khát được ra sống riêng, nhưng với số tiền ít ỏi mà vợ chồng cô tích góp được sau 2 năm, quả thực chưa thể mơ tới chuyện mua đất. Chuyện xây nhà lại còn là một câu chuyện rất xa xôi. Bị bắt nạt chèn ép nhiều, giờ đây mơ cũng đã dần quen với việc đó thì phải. Cô còn chẳng muốn phản kháng lại nữa. Thế nhưng khi thấy Mơ để yên thì hiền lại càng làm tới, đúng với câu nói cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Trong tháng đầu tiên sau khi hiền sinh con, Mơ dù bận rộn với công việc ở công ty nhưng vẫn tranh thủ nấu ăn cả trưa và tối cho hiền. Bà Quyên nay sức khỏe không còn đảm bảo và không lao động nặng được. Đáng lẽ ra bà sẽ lo chuyện cơm nước cho hiền, nhưng tay nghề nấu nướng của bà Quyên lại khá tệ nên mơ đã thay bà quyên chiều lòng hiền. cứ tưởng sau khi hết tháng đẻ mơ sẽ thoát được kiếp phục vụ chị dô nhưng hiền vẫn kiếm cớ này nọ để bắt mơ phải tiếp tục làm. mơ tự ăn ủi chính mình coi như số trời đã định cô tiếp tục công việc nội trợ hàng ngày. ngồi ăn chung một mâm cơm nhưng mơ phải chuẩn bị hai thực đơn khác nhau vì khẩu vị cô chị dô có nhiều phần khác biệt so với cả nhà. trước đây buổi trưa mơ sẽ ăn cơm và nghỉ ngơi tại công ty. Từ khi hiền sinh nở, cô phải chạy đi chạy về giữa trưa nắng để lo cơm nước. Chiều đến, những hôm không tăng ca thì còn đỡ. Nhưng hôm nào tăng ca, về nhà đã hơn 7 giờ tối mà bếp nút vẫn lạnh tanh. Mơ lại xoay sở mãi, ăn uống dọn dẹp rồi tắm rửa. Đến 10 giờ cô mới được nghỉ ngơi. Thân xác mơ trở nên rượu rã. Ấy vậy mà cô còn phải chịu sự đặc điều từ cô chị dâu. Chiều hôm ấy mơ phải tăng ca lại còn nhận được cuộc gọi của Hiền, chị ta bảo buổi tối muốn ăn món cà ri gà. Mơ chưa bao giờ thử làm món đó, cô lại phải tranh thủ lên mạng kiếm công thức, rồi khi tăng làm lại phải vội vàng tạc vào chợ để mua thêm nguyên liệu. Mơ chỉ làm đúng như những gì Hiền yêu cầu. Đêm hôm đó và sáng hôm sau, đứa con trai của Hiền tiêu chảy liên tục và phải nhập viện. Với những đứa trẻ hơn một tháng tuổi, thức ăn duy nhất mà chúng nạp vào hàng ngày chỉ là sữa mẹ nếu có vấn đề gì xảy ra thì chắc chắn là do thức ăn của người mẹ có vấn đề cả nhà bà quyên chạy nháo nhào ở bệnh viện hiền thành thật với bác sĩ tối hôm qua cô đã ăn món cà ri ngay đến đó bác sĩ đã một mực khẳng định chính món cà ri đó là nguyên nhân khiến em bé bị tiêu chảy bà quyên trợn mắt quay sang nhìn hiền hiền nhanh chóng lật lọng thức ăn của con đều do em mơ tự chuẩn bị em ấy cho con ăn gì thì con ăn đấy chứ con có biết gì đâu mẹ may mắn đến buổi chiều tình hình của thằng bé đã ổn định hơn nên đã được xuất viện hai mẹ con hiền và bà quyên cùng nhau trở về nhà mơ cũng đã đi làm về cô sốt sắng chạy ra hỏi tài được xuất viện rồi ạ à? bà quyên nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm cô nên thấy biết ơn vì thằng bé không sao nếu nó mà có mệnh hệ gì thì tội của cô không để đâu cho hết đâu mẹ nói vậy là sao tại sao việc tài bị bệnh lại là do con cô còn giả ngây thơ cái gì chẳng phải chính cô là người nấu món cà ri rác rưởi đó sao đúng là do con nấu nhưng tất cả đều xuất phát từ yêu cầu của chị dâu chứ không phải do con tự chọn món đó từ trước đến nay đều vậy chứ đâu phải là con muốn nấu gì là nấu đâu chị dâu chị nói gì đi chứ mơ đưa ánh mắt uất ức nhìn hiền hiền liên tục lắc đồ em dâu đang nói cái gì vậy Em làm sai thì phải nhận lỗi đi, chứ sao lại quay sang đổ lỗi cho chị? Chị nói vậy mà không thấy ngượng sao? Em đi làm mỗi ngày hơn 9 tiếng ở công ty, về đến nhà đã mệt rũ rồi. Em chỉ cần có cái gì đó lót dạ tạm bỡ là được. Nhưng vì để lo cho chuyện ăn uống của mẹ con chị mà em phải vất vả thêm nhiều phần. Em đâu có thừa hơi tự làm khó mình, nấu những món ăn tốn thời gian như cà ri đâu chứ. Chính chị đã gọi điện đến cho em còn gì, trong mấy em còn lịch sử cuộc gọi của chị ngày hôm qua đó em đừng có đuối lý mà nói bừa chị đâu phải người khó tính chuyện ăn uống chị vốn ăn gì cũng được chính em đã tự nguyện chuẩn bị đồ ăn cho chị vậy mà giờ có chuyện em lại quay ra trách chị chị là người làm mẹ tại nó là con trai của chị theo đúng lẽ thường chị phải là người kiểm tra từng món ăn xem có gây nguy hiểm cho con của chị không rồi mới nói với em để nấu và quả thật em cũng không có thời gian để làm việc đó hiền nói không lại trước lý lẽ thuyết phục của mơ lại quay ra khóc lóc Thực sự khi nhìn thấy những giọt nước mắt cá sấu đó của Hiền, mơ khó chịu hơn bao giờ hết. Hiền tỉ tê với mẹ chồng. Con xin lỗi mẹ, tất cả là do con, con không xứng là mẹ của Tài. Những giọt nước mắt của Hiền lại một lần nữa đánh gục bà Quyên. Bà ôm cô vào lòng, bà còn vỗ về đôi vai cô. Con nói cái gì vậy? Con đã sinh cho mẹ đứa cháu trai khấu khỉnh như thế này mà không xứng đáng thì ai vào đây xứng đáng nữa? có những đứa thực sự không xứng đáng, vẫn đang sống yên ổn trong nhà mình đó thôi. Con đừng tự trách mình. Bà Quyên quay sang nhìn mơ, rồi buông một câu đầy cay nghiệt. Cay ngữ không đẻ được, mà còn lắm mồm lắm miệng. Làm sai cũng không biết đường nhận tội. Vô phúc, vô phúc quá. Quay sang nhìn mẹ con hiền, bà lại đưa ánh mắt triều mến và nhẹ nhàng. Giây phút ấy, mơ nhìn thấy rõ việc mình bị phân biệt đối xử, trong khi sự cố gắng những việc cô làm cho gia đình không hề ít. Những chuyện đó, bà Quyên không thể nào không biết. Chỉ là so với những chuyện đó, thì đứa cháu trai đích tôn của bà là đáng quý nhất. Riêng việc hiền là mẹ của đứa cháu đích tôn chính là lá kim bài miễn tử cho những yêu cầu vô lý và những việc sai trái của hiền đã từng làm. Nói về hai vợ chồng mơ, Thành và Mơ kết hôn đã được hơn 2 năm, nhưng vẫn chưa có tin vui, trong khi Hiền đã sinh được đứa con đầu lòng bà quyên nóng lòng mong chờ tin tức từ vợ chồng đứa con úc là người trong cuộc mơ cũng mong mỏi không kém gì bà quyên hai vợ chồng mơ quan hệ đều đặn nhưng không có con mơ nghĩ chắc chắn một trong hai người mắc phải căn bệnh gì đó để biết chính xác thì phải đi khám không sinh đẻ được cũng là một cái tội trước đây bà quyên cũng đã từng nhiều lần nói chuyện nghiêm túc với mơ nếu so sánh ra thì những lần đó bà đều nói chuyện rất nhẹ nhàng lịch sự trong khi lần này bà lại nói ra những lời khó nghe. Mơ đã thực sự bị tổn thương. Trong đầu mơ không thể nào không nghĩ đến việc hiền đã tác động khiến bà Quyên thay đổi. Tuy vậy, chuyện con cái, mơ nghĩ không thể trì hoãn hơn nữa. Tối hôm đó, chồng đi làm về, mơ vội vàng kéo anh vào trong phòng nói chuyện. Thành tò mò, có chuyện gì mà em nhìn nghiêm trọng vậy? Thì đúng là tình hình hiện giờ đang nghiêm trọng mà. Em muốn hai vợ chồng mình sắp xếp đi khám sức khỏe anh à. Dù gì cũng không thể trốn tránh mãi. Nếu có bệnh thì mình cùng nhau cố gắng để chữa trị. Khác với thái độ khẩn thiết của mơ, Thành lại tỏ ra khá dữ dưng. Bây giờ hai vợ chồng mình cũng đã có tiền đâu. Xác định đến bệnh viện sẽ mất rất nhiều tiền. Mất tiền nhưng đổi lại được con. Vợ chồng mình còn trẻ, nếu làm liền sẽ có nhiều cơ hội hơn. Thời gian càng trôi qua thì cơ hội càng ít lại cứ cho là đến bệnh viện chữa trị thì vợ chồng mình sẽ có con đi. Nhưng có con rồi thì vợ chồng mình và con ở đâu? Căn nhà này đâu đủ rộng để chào đón thêm thành viên mới nữa. Chưa có điều kiện thì phải chịu khổ. Vợ chồng mình cũng đâu thể mãi chen chúc ở đây được. Chả nhẽ anh không tính tới tương lai xa hơn sẽ gom góp mua đất xây nhà sao? Anh thấy mọi thứ mông lung lắm. Tiền vợ chồng mình có trong tay chẳng đáng bao nhiêu. Nếu đi bệnh viện mà vẫn không có con thì chẳng lẽ sẽ mất trắng hết hay sao nhưng dù vậy cũng không thể chỉ ngồi yên thế này như vậy nha trước tiên vợ chồng mình đi khám đã có được không dạo này công việc của anh bận lắm anh không có thời gian đâu mơ còn chưa nói xong thì thành lại vội bỏ ra ngoài những dự định của cô đều là những dự định chính đáng cho tương lai sau này muốn có tương lai thì cả hai phải cùng nhau cố gắng thế nhưng chồng cô lại tỏ ra hờ hững với những việc quan trọng đó cô không biết thật sự trong đầu anh có suy nghĩ gì trải qua nhiều câu chuyện không hay mơ bắt đầu thấy chán giường và có phần sợ hãi khi sống trong ngôi nhà này cô mong muốn được giải thoát hay ít nhất là có ai đó để chia sẻ nhưng mơ cũng biết phàm là những việc liên quan đến mẹ và chị dâu thành lại mù quáng bên vực họ và coi nhẹ những lời mơ nói mơ thật sự không biết phía trước liệu có còn tương lai hay không về phần thành ngoài mặt anh bày ra vẻ dưỡng dưng với mơ nhưng trong lòng anh lại đang sợ hãi khôn cùng thành đã từng đến bệnh viện và thăm khám kết quả anh bị vô sinh thành coi đó là chuyện đáng xấu hổ nhất đời anh và quyết định giữ bí mật với tất cả mọi người bà quyên cũng đã từng nhiều lần nói chuyện riêng với thành tất nhiên những bà mẹ điển hình trong xã hội này luôn nghĩ con cái mình là tốt nhất là giỏi nhất nếu như có chuyện không hay xảy ra, thì chắc chắn là do lỗi ở con nhà người khác. Bà Quyên một hai khẳng định với con trai bà và hàng xóm xung quanh chuyện vợ chồng Thành chưa có con là do mơ không biết đẻ. Chính vì vậy, người làng này cũng một mực tin vào lời bà nói. Trúc được tội lỗi lên đầu vợ, Thành không muốn bí mật lộ ra. Nếu vậy, anh sẽ phải chịu sự xấu hổ vì những lời dè biểu của người ngoài và cả những người trong gia đình. Mặt khác, từ khi chuyển về quê làm việc thành không còn siêng năng như trước nữa anh làm bốc phát ở trong khu chợ gần nhà nếu chịu khó cày cuốc cả ngày thì đồng lương cũng không đến nỗi nào nhưng anh chưa cố gắng hết sức thì lại gặp phải đủ những thể loại bạn xấu rủ rê vào những con đường không chính đáng ban đầu thành vẫn đủ bản lĩnh để từ chối nhưng dần dà anh đã không còn tự chủ được bây giờ anh đã nghiện lô đề cứ 6 giờ tối hàng ngày lại bắt đầu dán mắt vào điện thoại để đợi kết quả. Số tiền bỏ ra chơi thì nhiều, mà số tiền thu về chẳng được bao nhiêu. Chẳng hiểu sao, Thành vẫn cứ đâm đầu vào đó. Mơ cũng bận miệu với công việc ở công ty và những việc lạc vặt ở nhà, nên không có thời gian quản chồng. Một phần nữa, cô cũng tin tưởng ở anh, nên mấy tháng gần đây, dù anh có đưa tiền về nhà ít hơn, với lý do ít mối bốc phát hơn trước, cô vẫn không mảy may nghi ngờ cuộc sống ở nhà chồng của mơ không hề bằng phẳng nhưng cô vẫn cố gắng bám trụ vì nghĩ gian khổ trước mắt rồi cũng sẽ có lúc hết đi mùa hè nóng bỏng đã trôi qua khi mùa thu dần hiện hữu bằng làn gió nhẹ nhẹ thổi và không khí dễ chịu mơ mong cuộc đời cô cũng có thể dễ thở hơn như tiết trời hiện tại nhưng đâu phải cứ ước mơ là sẽ thành hiện thực khi có những người vẫn ngầm quấy rối cuộc sống của mơ đã lâu lắm Cường mới về quê thăm gia đình. Có lẽ từ Tết đến nay anh mới dành ít ngày để nghỉ ngơi. Khỏi phải nói, khi có chồng ở nhà, Hiền vừa ra sức nũng nịu chồng lại vừa diễn vở kịch người chị vô tốt. Chẳng biết đợt này Cường đưa về cho Hiền bao nhiêu tiền mà chị ấy sẵn sàng mua tặng mơ hẳn hai bộ đồ. Chị ta còn cố tình đưa cho mơ khi có mặt tất cả mọi người trong nhà ở đó. Bà Quyên thấy thế thì tỏ ra ưng ý lắm. Bà vừa khen Hiền lại vừa đá đểu mơ chả đi đâu mà tìm được đứa con dâu tốt như hiền vừa biết xin đẻ lại vừa hiếu thảo với mẹ tình nghĩa với chị em trong nhà những lúc như thế này thì không thấy nói gì vậy mà cứ suốt ngày tị nạnh khó khăn với chị dâu hiền nghe thấy bà quyên nói thế liền nắm lấy tay bà mẹ đừng phân biệt con dâu với con đẻ con muốn được mẹ coi như con gái trong nhà cơ con chỉ sợ vợ chồng con làm không ra để báo hiếu mẹ và giúp đỡ hai em chứ con chưa bao giờ thấy tiếc gì với mọi người thậm chí còn thấy rất hạnh phúc khi có cơ hội tặng quà cho mẹ và cho mơ nữa đã đẹp người mà lời ăn tiếng nói cũng đẹp nữa ông bà nhà con đúng là quá khéo nuôi dạy con cái bà quyên cười tích mắt không khí trong nhà vui vẻ duy chỉ có mơ là không hòa được vào bầu không khí đó bà quyên càng gần gũi hiền bao nhiêu thì lại càng xa cách mơ bấy nhiêu mơ nhớ rõ ngày xưa bà và cô đã từng có lúc tình cảm với nhau như vậy bà là tình cảm thật lòng chứ không phải diễn như hiền so về vai phế hiền là chị nhưng so về tuổi tác thì mơ lớn hơn mơ cảm thấy khá sợ hiền vì mới từng đó tuổi mà đã quá tinh quái mơ biết mình cần phải đề phòng hơn nữa với bà chị dâu này đợt này cường không phải chỉ về chơi thăm nhà mà còn tính đến chuyện xin việc làm ở nhà để được gần vợ gần con cả gia đình ai cũng đồng ý với quyết định đó của cường dù sao vợ chồng cũng nên ở gần nhau cho gắn kết tình cảm cường cũng khá may mắn khi được một người quen giới thiệu cho một công ty vận tải đang cần tuyển lái xe và được nhận vào làm luôn từ khi hiền về làm dâu đến giờ cô chỉ mới gặp cường mấy lần thành thật cô vẫn chưa biết rõ tính cách của cường như thế nào mơ vẫn đặt hy vọng rằng nếu có cường ở nhà thì hiền sẽ bước chiêu trò hơn nhưng những điều mơ hy vọng không thấy xuất hiện mà những việc không mong muốn lại ngày càng xảy ra nhiều hơn khiến mơ dần bất lực có thêm một người trưởng thành trong căn nhà ống chật hẹp cảm giác đi ra đi vào là đụng mặt nhau khiến mơ cảm thấy khá bất tiện bây giờ hoàn cảnh chưa cho phép nên mơ vẫn cố chịu đựng cô biết không chỉ có mỗi mình cô mà cả những người khác trong nhà cũng cảm thấy vậy bà hiền lại một lần nữa dở chiêu trò để đạt được mục đích của mình bà quyên ở nhà với hai mẹ con hiền trong lúc bà đang ru đứa cháu trai ngủ thì hiền đưa vào phòng một ly nước cam con mời mẹ mẹ uống nước cam cho đẹp da ạ cảm ơn con bây giờ tuổi như mẹ thì cần gì đẹp nữa mẹ đừng nói vậy phụ nữ độ tuổi nào cũng cần dưỡng nhan sắc mà mẹ. Bà Quyên nhận ly nước cam từ tay Hiền. Khéo ăn khéo nói có được thiên hạ quả không sai. Bà Quyên vui vẻ trò chuyện với Hiền. Một lát sau Hiền mới dần nói ra mục đích của mình. Nhà mình dạo này đông đủ với nhau cũng thích thật mẹ ha. Cơ mà hơi tiếc là không gian nhà mình hơi nhỏ nên không được thoải mái lắm. Bà Quyên chợt thở dài mẹ cũng thấy có lỗi với mấy đứa lắm nếu như bố thằng cường không mất sớm thì mẹ và ông ấy có thể cùng nhau làm lụng tích góp mua thêm một mảnh đất nữa đằng này ông ấy lại ra đi sớm quá một mình mẹ nuôi anh cường và chú thành lớn khôn nên người như vậy là đã quá xuất sắc rồi bọn con đâu có ý trách móc mẹ đâu mẹ cũng đừng tự trách mình đó nha con muốn hỏi mẹ cái này có gì con cứ thoải mái tâm sự với mẹ có gì phải ấp úng vậy chuyện là đại gia đình nhà mình cũng không thể ở chung như thế này mãi được mẹ định sẽ để lại căn nhà này cho ai đương nhiên là để lại cho cường và con rồi cường là con trai trưởng sẽ gánh vác nhiều trách nhiệm vì vậy sẽ được ưu tiên hơn hiền mừng rỡ ra mặt khi nghe bà quyên nói thế cô lại tiếp tục đưa đẩy miệng lưỡi con có ý này hay là mẹ cho vợ chồng chú thành ra ở riêng luôn được không hả mẹ chuyện đó thì mẹ nghĩ là hơi khó vì hiện giờ vợ chồng nó kinh tế còn chưa vững không có tiền thì có thể làm được gì khi ra ở riêng chứ vợ chồng cô ấy hiện tại chưa có tiền nhưng cũng đâu biết bao giờ sẽ có tiền hả mẹ mẹ phải tạo động lực cho vợ chồng cô chú ấy chăm chỉ làm việc hơn nếu không cô chú ấy sẽ có tư tưởng ỷ lại mãi đó mẹ à con nói vậy cũng đúng nhưng cô chú ấy cũng đã là người trưởng thành cô chú ấy phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình vả lại theo con thấy thì cô mơ không thực sự hòa hợp được với tất cả mọi người trong nhà này lúc nào về nhà con thấy vẻ mặt cô ấy cũng không được vui vẻ con sợ càng sống chung lâu với nhau thì lại càng nhiều mâu thuẫn xảy ra đến khi hàng xóm láng giềng mà nghe được rồi đồn đã lung tung thì cũng không hay con nói cũng đúng nhưng mẹ phải suy nghĩ lại thêm một lần nữa đứng trước chuyện đẩy đứa con thứ ra ngoài ở riêng bà Quyên vẫn còn khá lưỡng lự nếu bà tâm tắp nghe lời Hiền như lần trước thì cô ta sẽ không cần bày mưu tính kế thêm thế nhưng lần này Hiền vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được bà Hiền lại quay sang kể lễ với cường tối muộn cường mới đi làm về bình thường Hiền sẽ hồ hởi bế con ra đón chồng về nhà nhưng hôm nay anh không thấy bóng dáng mẹ con Hiền đâu anh đi vào phòng thì thấy Hiền đang ôm con nằm trên giường, nhìn nét mặt cô rầu rĩ khác hẳn với mọi khi, Cường lo lắng tiến đến gần vợ và hỏi: "Em bị ốm à?" Giọng Hiền yếu ớt, có vẻ như cô đang khóc. "Em không." "Vậy tại sao em lại khóc? Ở nhà đã có chuyện gì xảy ra sao?" Lúc Cường hỏi đến, Hiền lại càng khóc to hơn, Cường hốt hoảng: "Thật sự là đã có chuyện gì xảy ra đúng không?" Em mau kể cho anh nghe đi Anh phải biết thì mới giải quyết cho em được chứ Chuyện về chú Thành Thằng Thành thì làm sao Lúc nãy em đang ở trong phòng cho con bú Thì chú ấy đột ngột xông vào mà không gõ cửa Tuy là người trong nhà Nhưng em nghĩ giữa em chồng và chị dâu Vẫn nên giữ một khoảng cách an toàn Và lại đây không phải là lần đầu tiên Chú ấy xông vào phòng của vợ chồng mình như vậy Em thực sự rất xấu hổ cường dường như đã hiểu ý hiền muốn ám chỉ điều gì cường vốn có máu ghen khá lớn trong người nên dù là với anh em trong nhà anh vẫn không cảm thấy có sự tin tưởng trong mắt cường vợ anh vừa trẻ trung lại vừa xinh đẹp nếu sơ sẩy thì kẻ khác có thể cướp mất đó cũng là một phần lớn lý do mà anh chuyển về làm gần nhà tất nhiên khi nói trước mặt mọi người anh chỉ đơn giản nói muốn gần vợ gần con Hiền có để ý thì thấy khuôn mặt Cường dần đỏ ửng lên. Biết Cường đã trúng kế của mình, Hiền lại tiếp tục đẩy vở kịch lên cao trào hơn. Bây giờ nói là vào mùa thu, thời tiết không còn nắng như những ngày hè trước đó nữa. Nhưng người em vốn không chịu được nóng tốt. Để giữ gìn cho anh, nên lúc nào ở nhà em đều phải mặc quần áo dài thôi. Cái điều hòa này ban đầu chú Thành mua về cho vợ, nhưng sau đó bỗng dưng đổi ý và mang sang lắp phòng mình chính vì vậy mà cô mơ cô ấy cũng không có thích em sống như thế này em thấy ngột ngạt quá anh ạ à. anh hiểu nỗi lòng của em rồi anh sẽ nói với mẹ để cho hai vợ chồng chú ấy dọn ra ngoài ở lâu nay anh không thấy em nói gì nên cứ nghĩ mọi chuyện ở nhà đều ổn thỏa không ngờ em lại phải chịu nhiều bất công như vậy cường ôm hiền vào lòng hiền nép mặt vào ngực chồng cô tỏ ra yếu đuối và khóc nức nở để lấy được lòng tin của chồng cái tuyệt chiêu dùng nước mắt ấy vẫn luôn rất hiệu quả ngay lập tức cường đã sang phòng nói chuyện với bà quyên bà quyên vốn dĩ đã bị hiền làm lung lay nay lại thêm cường quả quyết đòi vợ chồng em trai ra ở riêng cho bằng được cường không nhắc cụ thể những câu chuyện bịa đặt mà hiền đã nói với anh mà chỉ nói đại khái vợ chồng anh còn trẻ anh muốn có không gian riêng và cũng đại ý nói căn nhà này quá chật chội cho từng đó con người khi chưa đạt được mục đích thì hiền lại còn tiếp tục mè nheo với chồng cô cường liên tục tỉ tê với bà quyên cuối cùng sau một tuần bà quyên đã bị vợ chồng cường thuyết phục hoàn toàn bà quyên tổ chức một cuộc họp gia đình trong đó bà và hai vợ chồng cường đã biết rõ chuyện gì đang xảy ra còn vợ chồng thành thì đang mờ mịt không rõ đầu đuôi thành và mơ không đoán được mẹ anh muốn nói chuyện gì trước giờ nhà họ chưa bao giờ có tiền lệ như thế này khi cả nhà đã ngồi đông đủ trong phòng khách chợt chội, Thành tò mò hỏi: "Có chuyện gì mà hôm nay nhà mình lại tổ chức họp hành nghiêm trọng như thế này hả mẹ?" Bà Quyên nhẹ nhàng nói: "Đúng là có chuyện quan trọng mẹ cần nói. Mẹ đã suy nghĩ nghiêm túc một tuần nay rồi. Mẹ nghĩ đã đến lúc vợ chồng Thành dọn ra riêng. Lúc còn nhỏ, anh em cùng một nhà có thể chung sống với nhau, nhưng bây giờ cả hai đứa đã lớn và có vợ." Việc ở chung là vô cùng bất tiện cho tất cả. Hai đứa hãy sắp xếp rồi dọn ra riêng ngay đi." Thành khá hụt hẫng khi nghe lời mẹ anh nói, hai chữ ra riêng quả thật rất nặng nề với anh. Với số tiền ít ỏi vợ chồng anh tích góp được thì chỉ có thể thuê căn phòng trọ nhỏ để ở, chứ không đủ để tính chuyện mua đất xây nhà. Biết rõ sự tình là thế, nhưng Thành cứng họng không nói được gì, mơ lại đành phải lên tiếng thay cho trụ cột chẳng mấy vững vàng trong gia đình cô. Con thấy lời mẹ nói hoàn toàn đúng, bọn con cũng biết căn nhà này thuộc về vợ chồng anh cường, còn vợ chồng con chỉ như người đi ở nhờ mà thôi. Thành thật vợ chồng con chưa tích góp được bao nhiêu tiền, nếu bây giờ ra riêng sẽ rất khó cho vợ chồng con xoay sở. Mẹ cho bọn con thư thư thêm thời gian được không ạ? À? Hai vợ chồng chưa con cái, chỉ có ăn đi làm rồi tích góp, vậy mà lại chưa đủ tiền để ra riêng là sao? Đúng là bọn con chưa con cái, nhưng đồng lương của hai vợ chồng con chẳng được bao nhiêu. Dạo này công việc của anh Thành cũng ngày càng khan hiếm mà chi tiêu trong nhà thì lại khá nhiều. Con không phải kể lễ, nhưng từ tiền điện, tiền ăn đến những chi phí khác đều do hai vợ chồng con chi trả nên Cường nghe đến đó thì thấy khá khó hiểu. Khi tháng nào gửi tiền về, anh đều dặn vợ trích ra một khoản để đưa vào chi tiêu gia đình. Vậy mà mơ lại nói rằng chỉ có vợ chồng cô ấy bỏ tiền ra để lo toan mọi việc. Cường lập tức hỏi lại, vợ chồng cô chú bỏ hết toàn bộ chi tiêu trong nhà sao? Hiền biết chồng đang cảm thấy nghi ngờ về chuyện tiền nông, cô không cho mơ cơ hội trả lời mà lập tức chen vào. Vậy vợ chồng cô chú muốn ở lại đây trong bao lâu nữa? Dạ cho bọn em thêm một năm nữa ạ, à. bọn em sẽ cố gắng cày cuốc hết sức trong một năm nữa để có kinh tế vững vàng hơn ạ. À cường nổi khùng mẹ đưa chuyện này ra nói là để vợ chồng cô chú liệu mà chuyển đi luôn không thể để thêm một năm nữa mẹ không quyết đoán được thì anh là con trưởng anh sẽ quyết đoán thay mẹ cho vợ chồng cô chú thêm một tháng sau một tháng lập tức phải chuyển ra khỏi nhà thành vừa thấy lo sợ lại vừa thấy tức giận trước yêu cầu vô lý của anh trai thành lên giọng rốt cuộc vì sao anh lại gấp rút muốn đuổi vợ chồng em đi như vậy vợ chồng em đã làm gì sai với anh sao Chú làm gì sai thì chú tự biết Đừng để anh phải nói ra Anh cứ nói ra đi xem nào Chứ em thật sự chẳng thấy mình làm gì sai Khiến anh đuổi vợ chồng em đi như đuổi tà vậy cả Hiền mơ và bà Quyên vội vàng ngăn hai chàng trai lớn tiếng Họ lo sợ nếu cứ để cho hai người mặc sức nói Thì có thể dẫn đến hoàn cảnh anh em đánh nhau Đến khi Cường bình tĩnh lại Anh vẫn một mực bắt vợ chồng Thành phải chuyển đi Còn Thành thì vừa thắc mắc Và vừa suy đoán chắc chắn có một lý do nào khác thời gian cường vắng nhà vợ chồng thành chung sống với chị dâu thành đã giúp đỡ hiền trong rất nhiều việc và thậm chí còn nhường những đồ dùng tốt nhất mà vợ chồng anh có cho chị dâu và cháu trai đến mức mơ đã có lúc phát điên vì chồng suy nghĩ cho người khác nhiều hơn là cho vợ thành vốn dễ mũi lòng nên khi hiền lấy đứa bé ra để kể khổ thì anh không tiếc mà cho cháu thế nhưng anh luôn biết ý giữ gìn giới hạn anh chưa bao giờ bước vào phòng của vợ chồng cường kể cả lúc cường có nhà hay không có ở nhà vậy mà hiền lại đặt điều vô lý cho anh mơ vội vàng trấn tĩnh chồng lại không như thành mơ đã đoán được ai đứng sau giật dây trong chuyện này hiền đã đạt đến mức độ của một con cáo già thực thụ cô ta điều khiển bà quyên và chồng hành động theo ý cô ta muốn chuyện chuyển ra ở riêng cũng là chuyện nên làm nhưng không phải là ngay bây giờ mơ đưa ánh mắt buồn bã nhìn thành rồi hỏi bây giờ anh định thế nào còn tính thế nào nữa mẹ và anh chị không cho mình ở đây nữa thì mình phải chuyển đi thôi mơ thở dài và nghĩ về tương lai mờ mịt phía trước cô hiểu rõ bây giờ nếu chuyển ra ngoài sống thì vợ chồng cô chỉ có hai lựa chọn một là thuê phòng trọ hai là thuê một căn nhà hẳn hoi để ở nếu thuê phòng trọ thì giá khá rẻ nhưng chật chội và bất tiện hơn cả ở đây còn nếu thuê hẳn một căn nhà bỏ trống để ở thì số tiền thuê nhà mỗi tháng cũng chiếm gần hết số tiền lương của hai vợ chồng cả hai phương án đó đều không khiến mơ cảm thấy hài lòng mơ thở dài nhìn vào căn phòng chật hẹp sớm thôi căn phòng này cũng không còn là chốn dung thân cho vợ chồng cô nữa những ngày tháng tiếp theo có lẽ sẽ còn tối tăm hơn cả bóng tối trong căn phòng này thành nằm xuống giường rồi kéo chiếc chăn mỏng che kín toàn bộ cơ thể anh như muốn trốn tránh hiện thực không mấy tốt đẹp và trốn tránh cả vẻ mặt sầu não của vợ anh. Thành chưa thật sự là chỗ dựa cho mơ sau khi hai người kết hôn. Thậm chí thời gian gần đây, anh còn dính vào những thứ không nên đụng đến. Sự bất lực từ việc kiếm những đồng tiền chân chính bằng giọt mồ hôi nhưng tính ra chẳng đáng bao nhiêu, trong khi nhiều người ngồi trong bóng mát, ăn mặc lượt lạ, lại kiếm được rất nhiều tiền, khiến Thành ngày càng trở nên bi quan anh không còn tỉnh táo để tính toán mình nên nỗ lực hơn nữa để kiếm ra đồng tiền chân chính, mà lại nghĩ nên dùng đến bài bạc để nhanh chóng kiếm được nhiều tiền rồi mua đất xây nhà. Suy nghĩ viễn vông đó của Thành đã khiến anh bắt đầu vung tiền qua cửa sổ. Từ số tiền 100 đến 200 nghìn mà hàng ngày anh vẫn hay dùng để đánh lô đề trên mạng, thì bây giờ anh đã bỏ ra cả triệu bạc mỗi ngày để chơi trò chơi may rủi. Tiền lương mới được nhận, anh đã nhanh chóng đốt hết vào mấy con số ảo mộng đó và không còn lại dù chỉ một ngàn bạc lẻ để đưa về cho vợ. Đến ngày đến tháng, Mơ không thấy chồng đưa tiền lương về, cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Hơn một tuần sau, Mơ mới hỏi Thành. Tháng này bị trễ lương hả anh? Tháng này anh không có lương. Anh nói vậy là sao? Cho dù công việc có ít hơn đi nữa, cũng làm gì đến mức không một ai thôi anh bốc hàng được anh nói vậy thì em cứ biết vậy là được rồi đừng có giở cái giọng trách móc anh anh đã đau đầu lắm rồi có phải dạo này anh đang chơi bờ cái gì sau lưng em không nếu không phải như vậy thì làm sao có chuyện anh tiêu hết từng đó tiền lương được thành vò đầu bước tay nhìn hành động của thành mơ nghĩ cô đã nói đúng phần nào tim đen của anh mơ khẩn thiết hỏi anh anh đã thực sự chơi bờ gì ở ngoài sao nếu như vậy thì em xin anh hãy mau dừng lại anh nhìn hoàn cảnh của vợ chồng mình hiện tại đi vợ chồng mình phải nỗ lực nhiều hơn để có tiền chuyển ra ngoài chứ nỗ lực đến bao giờ với động lương công nhân chẳng đáng của anh và em thì đến hết đời này cũng chưa chắc đã mua được mảnh đất đâu vì vậy mà anh mới bắt đầu đổ đốn sao anh tỉnh táo lại đi không có ai chơi bời mà giàu được đâu anh sẽ thử vận may của mình giờ cũng chỉ còn có cách đó để kiếm được tiền thôi em đừng có cản anh nói xong thành lại bỏ ra ngoài mơ bất lực gọi anh quay lại nhưng anh vẫn cứ thế bước đi mơ biết mình đã sai khi không quản lý chồng chặt chẽ hơn chắc chắn anh đã tiêu tiền vào bài bạc không phải chỉ từ khi mẹ và anh trai anh muốn vợ chồng chuyển ra ngoài ở mà từ trước đó sự việc ấy chỉ như một giọt nước tràn ly khiến thành lúng sâu vào bài bạc hơn mà thôi mơ không thể ngồi yên nhìn chồng đi lầm đường lạc lối cô chạy theo để đi tìm thành nhưng trong đầu cô còn chưa có bất kỳ một manh mối gì về việc anh đang ở nơi chốn nào Mơ buồn bã trở về nhà. Đến tận sáng hôm sau, cô ngủ dậy thì mới thấy anh lững thững trở về. Chỉ cần nhìn bước chân anh, Mơ đã đoán được anh đã mất khá nhiều tiền sau một đêm. Mơ tranh thủ khuyên chồng. "Em không muốn nhắc lại những gì anh đã làm trước đây nữa, nhưng bây giờ anh nên dừng chuyện chơi trò chơi may rủi ngay, nếu không càng lún càng sâu hơn thì sẽ không có đường lui nữa đâu anh à." Mơ nắm vào tay áo chồng như muốn van xin anh nhưng anh lạnh lùng hất tay cô ra, mơ bật khóc ngay khi đứng giữa khoảng sân nhỏ, cô không biết phải làm thế nào để khuyên anh từ bỏ mơ mộng kiếm tiền hảo huyền đó đây. Cả ngày hôm ấy, cô cứ miên man suy nghĩ và không thể nào tập trung được. Đến chiều muộn mơ về nhà nhưng lại không thấy Thành Đô, mơ bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn. Chợt mơ nghĩ đến số tiền tiết kiệm của vợ chồng cô được cô cất kín trong tủ. Mơ vội vàng dở ra đếm thì thấy đã mất 10 triệu. Mơ khẳng định chắc chắn là chồng cô đã lấy đi. Hôm nay anh không còn đi xuyên đêm nữa mà có về nhà lúc nửa đêm. Mơ thấy anh lục lọi khắp nơi trong phòng. Cô vẫn giả vờ ngủ. Chỗ giấu tiền quen thuộc đã thay đổi nhưng căn phòng của hai vợ chồng mơ nhỏ như lỗ mũi. Chả mấy chốc, Thành đã tìm ra được chỗ giấu tiền mới. Mơ liền bực dậy và ngăn anh em xin anh đó anh đừng làm như thế này nữa thành không nói gì anh dùng hết sức và đẩy ngã mơ xuống đất và ôm tiền chạy đi mơ lại rơi nước mắt vì chồng liên tục hành động dại dột cứ đà này chẳng mấy chốc vợ chồng cô sẽ nhẵn tối mơ đã phải vội vàng chạy đến nhờ một chị trong xóm chuyển khoản tiền còn lại vào tài khoản ngân hàng của cô và đưa cho người đó tiền mặt còn mấy chỉ vàng cô chỉ biết cách ngụy trang giấu kỹ vào mấy túi áo quần mà thôi. Mơ không biết phải làm thế nào để anh tỉnh táo. Cô biết bây giờ anh Cường và bà Quyên không có cảm tình với cô. Nhưng ngoài cô ra, chỉ có họ là người thân của Thành. Cô nghĩ đến việc phải nhờ hai người họ khuyên bảo Thành. Hôm đó là Chủ nhật. Sau một đêm dài phiêu bạc thì Thành vẫn chưa về nhà. Mơ dậy từ 5 giờ sáng và chờ đợi cả nhà để thư chuyện đến khi cô nghe những tiếng lạch cạch và tiếng người nói chuyện ở phòng bên cạnh cô có ý định đi sang phòng bà quyên thì thấy hiền chạy ra hét lớn không thể có chuyện này được chắc chắn là có trộm rồi em thử nghĩ lại xem em có để vàng ở chỗ nào khác không em chỉ để ở mỗi chỗ đó thôi tuyệt đối không có chuyện em nhầm lẫn đâu ngay vợ chồng cường nói qua nói lại bà quyên cũng vội vàng chạy ra có chuyện gì vậy các con con bị mất vàng mẹ ơi Sao lại có chuyện như thế xảy ra trong nhà mình được? Con đã tìm lại kỹ chưa? Mà con mất bao nhiêu? Con mất hai cái dây chuyền, tính ra là 10 chỉ vàng đó mẹ à. 10 chỉ vàng là hơn 70 triệu. Bà Quyên hốt hoảng khi nghe đến đó. Chỉ có bà Quyên, Hiền và đứa bé là thường xuyên ở nhà. Cũng không có mấy người lạ ra vào nhà. Hiền một mực khẳng định hôm kia cô kiểm tra thì số vàng còn ở đó. Nếu như vậy thì vàng mới mất vào ngày hôm qua mà ngày hôm qua thì không hề có một ai đến nhà bà. Sự nghi ngờ được đổ dồn vào các thành viên trong nhà. Khi nghe chuyện đó, Mơ cũng khá lo lắng vì chồng cô dạo này rất hay lấy bớt tiền của hai vợ chồng tiết kiệm để đổ vào bài bạc. Có khi nào anh là người đã lấy trộm số vàng đó hay không? Bà Quyên là chủ nhà vẫn chưa nói gì, còn Hiền thì đã quả quyết lên tiếng, chắc chắn chỉ có người trong nhà này lấy trộm mà thôi, còn nhất định sẽ tìm cho ra thủ phạm. Nói xong, Hiền chạy ao ao vào phòng của vợ chồng mơ. Mơ bối rối. Chị đang nghi ngờ vợ chồng em sao? Xin lỗi em, nhưng ngoài vợ chồng chị ra, thì chị chỉ thấy có vợ chồng em đã đáng nghi ngờ mà thôi. Hiền tự tiện lục tung phòng của mơ khi chưa đưa ra được lý do rõ ràng. Còn Cường và bà Quyên vẫn cứ đứng yên nhìn những hành động quá đáng của Hiền. Mơ có nói bao nhiêu lời thì Hiền vẫn cứ bỏ ngoài tay. Sau một lúc lục lọi thì Hiền bỗng phá lên cười. Còn nói có sai đâu Mẹ và anh nhìn xem đi Hiền lôi ra hai chiếc dây chuyền vàng Từ trong túi áo của mơ Mơ bối rối không hiểu vì sao Chúng lại xuất hiện ở đó Cô quay sang nhìn bà Quyên và Cường Đang đứng bên cạnh Thì thấy họ đang nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn Mơ vội vàng thanh minh Thực sự không phải do con lấy Mong mọi người tin con Bà Quyên thẳng tay tác mơ Nếu cô không lấy Thì tại sao hai sợi dây chuyền đó lại nằm trong túi áo của cô được? con cũng không biết tại sao nhưng con chưa bao giờ có tính xấu như vậy ba lại con đi làm cả ngày còn chị hiền ở nhà thì con lấy đâu ra thời gian để ăn trộm của chị ấy được cường cũng bắt đầu lớn tiếng nếu không phải do em lấy thì hai sợi dây chuyền này đâu có chân mà tự đi sang đây em đã làm sai thì nên biết đường nhận lỗi chứ đừng chối đẩy là mọi chuyện càng đi xa hơn nhưng thật sự không phải do em làm thì sao có thể nhận tội được ạ à? mơ chợt nhớ đến thành có khi nào thành mới chính là thủ phạm mơ vội vàng giải thích có thể là do anh thành nhất thời hồ đồ và lấy cắp đó ạ à? bà quyên bắt đầu phát điên cái loại gian xảo làm việc xấu lại còn đổ lỗi cho chồng cô nói như vậy mà không thấy ngưỡng miệng sao lời con nói không phải không có cơ sở thực ra thời gian gần đây anh thành nghiện bài bạc lô đề và đem không ít tiền tiết kiệm của vợ chồng con đi phá phách hôm nay con định nói cho mẹ với anh chị trong nhà biết để cùng nhau khuyên bảo anh ấy nhưng việc này lại xảy ra trước mẹ có thể đợi anh ấy về rồi hỏi cho rõ ngọn anh ạ à? bà quyên liền lấy điện thoại lên và gọi cho thành sau mấy chục cuộc gọi anh mới chịu nghe máy thành vội vàng về nhà trong tình trạng lôi tha lôi thôi mơ thừa biết được anh vừa chui lủi ở xó xỉnh nào đó và đánh bài nhưng khi bà quyên hỏi anh đã trả lời tỉnh bơ con vừa đi bốc hàng về mẹ ạ à. hôm nay có chuyến hàng từ sáng sớm Vậy mà vợ con nó nói là con đi đánh bài xuyên đêm đó. Thành nhìn sang mơ, ánh mắt cô đang tỏ ra khó hiểu vì biết anh nói dối. Thế nhưng Thành vẫn một mực khẳng định. Con đi làm chứ có bài bạc gì đâu. Mà lý do gì mẹ gọi con về vậy? Cường và Hiền nó bị mất hai chiếc dây chuyền bằng vàng. Tính ra tiền thì phải hơn 70 triệu. Hiền nó lục tung khắp nhà thì thấy cả hai chiếc ở trong túi áo của mơ. Vậy mà nó lại không chịu nhận lỗi và còn nói là do con lấy nữa. Mơ liền vội vàng phản pháo. Con không có khẳng định anh Thành lấy, mà con chỉ nghi ngờ thôi. Kể cả nghi ngờ cũng không được nghi ngờ chồng như vậy. Con trai tôi nó vất vả ngày đêm, mà cô lại còn đặt điều nói xấu nó nữa, nữa. Cô làm vợ như vậy mà được sao? Chuyện hai sợi dây chuyền con có thể đã sai khi nghi ngờ anh ấy. Nhưng chuyện anh ấy đánh bài và đem rất nhiều tiền đi phá phách là thật. Thành muốn giấu kín chuyện xấu anh làm ra nên lập tức lên giọng. Em nói linh tinh cái gì đó? Anh làm như vậy bao giờ? giống như chuyện không sinh được con, lần này Thành lại tiếp tục đổ lỗi lầm lên người mơ. Chuyện anh bị vô sinh thì chỉ một mình anh biết. Anh im lặng để tất cả mọi người đều nghĩ do vợ anh không đẻ được. Bây giờ anh chơi bài bạc nhưng xấu hổ, sợ mọi người phát hiện và lại chối bay chối biến khiến những người trong nhà nghĩ mơ đang bị đặt. Mơ không tài nào chứng minh được những lời cô nói là đúng và lại một lần nữa nhận về vô vàng những câu chửi rủa của bà Quyên. Nó đã to gan dám đặt điều cho chồng thì chắc chắn thừa sức để ăn trộm vàng của anh chị. Loại này không thể giữ trong nhà thêm được nữa, lôi nó ra công an ngay để cho nó đi tù mọt gung." Hiền lại bắt đầu nói chuyện bằng chất giọng thảo mai. "Dù gì cũng là người trong nhà với nhau, không nên làm căng như vậy mẹ à. Con nghĩ đầu tiên nên hỏi rõ cô mơ định ăn trộm tiền để dùng vào việc gì." Tất cả mọi người đều nhìn mơ, mơ bất lực bật khóc em phải lấy trộm thì mới biết được lý do mình lấy trộm là gì đằng này em không làm thì tìm đâu ra lý do hả chị em hỏi anh thành có phải thực sự anh không lấy vàng không đương nhiên là không phải anh rồi anh không lấy em cũng không lấy nếu vậy thì có người cố tình bỏ vàng vào đó để đổ tội cho em hiền lại nhảy đổng lên em đang ám chỉ chị có phải không em chỉ mới nói lung tung vậy thôi chứ có nói chị đâu hay là chị có tật giật mình cái con này đúng là láo toét nói xấu chồng vô cớ rồi lại đến đổ lỗi cho chị vô Ngôi nhà này không chứa chấp những người như mày nữa Bà Quyên cũng đồng tình với Hiền Bà quay sang nói với Thành Con mau làm đơn ly hôn với nó đi Thành Thành tỏ ra rụt rè Có nhất thiết phải làm như vậy không hả mẹ Con có thể tha thứ cho một đứa gian dối đủ điều Lại không biết sinh đẻ như nó sao Con chọn đi Nó hay là gia đình này Nếu còn chọn nó Thì từ giây phút này trở đi Con không còn là người của gia đình này nữa Thành đưa ánh mắt bối rối quay sang nhìn Mơ, Mơ tỏ rõ vẻ thất vọng. Chồng cô đã đi vào con đường sai trái và trước mặt mọi người anh lại biến cô thành kẻ xấu xa, dối trá. Mơ biết con người không có ai là hoàn hảo, việc Thành mắc sai lầm là việc đã xảy ra, nhưng nếu anh biết sửa sai thì cô sẽ bỏ qua mọi chuyện. Đứng trước lựa chọn giữa gia đình và Mơ, Mơ mong Thành có thể nhìn lại bản thân và thừa nhận những chuyện anh đã làm sai còn thành thì lại có suy nghĩ khác với mơ trong đầu anh biết việc mình chối bỏ việc đánh bài bạc lô đề là không đúng nhưng hai sợi dây chuyền vàng đó anh thực sự không phải là thủ phạm nếu vậy thì khả năng cao mơ mới là thủ phạm thành cũng không tin tưởng mơ như bà quyên vậy bản thân anh không hề tốt đẹp nhưng lại thấy khó chấp nhận nếu vợ anh là một kẻ trộm sự băn khoăn của thành chỉ diễn ra trong thời gian ngắn cuối cùng thành đã lựa chọn gia đình anh anh chấp nhận bỏ người vợ anh cho là tội đồ và che giấu những điều sai trái mà anh đã làm. Thành dứt khoát đáp. Còn chấp nhận ly hôn ạ? Bà Quyên tỏ ra mừng rỡ. Phải thế chứ? Mơ không ngờ cuối cùng Thành lại lựa chọn bỏ rơi cô như vậy. Trong khi cô chỉ cần anh dám nói ra sự thật thì sẽ tha lỗi cho anh. Còn anh lại sẵn sàng phản bội cô để một lần nữa cứu lấy cái danh dự hảo huyền của anh mơ thấy bản thân cô không nên tiếc nuối như vậy. Cô nuốt ngược những giọt nước mắt đang trực trào. Nếu anh đã muốn như vậy, thì anh hãy viết đơn ly hôn đi. Em sẽ ký. Còn với cả nhà, con xin khẳng định lại một lần nữa, con không hề lấy hai sợi dây chuyền vàng đó. Nếu cả nhà muốn điều tra và tốn con vào tù, thì cứ việc gọi công an đến. Hiền lại ra vẻ bao dung. Dù gì cũng đã từng là người trong gia đình với nhau, tài sản đám mất cũng đã tìm lại được chẳng việc gì phải lôi nhau đi đâu cho mệt người nữa, cô cứ yên lặng rời khỏi đây là được. Hiền nó đã quá tốt nên cô mau chóng sắp xếp hành lý đi, còn Thành, viết cái đơn ly hôn ngay cho mẹ. Thành ngoan ngoãn nghe lời mẹ anh, mơ về phòng nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc của mình. Cô không ngờ mình sẽ có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi và cái kết thúc ngớ ngẩn như thế này. Nhưng suy đi ngẫm lại thì chính từ những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày không được giải quyết rõ ràng của hai vợ chồng và cả những người trong nhà đã tạo nên cái kết ấy. Mơ dặn lòng không được tiếc nuối những người đã cư xử tồi tệ với cô. Cô dứt khoát kéo chiếc vali ra ngoài rồi rời đi. Không một ai ở đó nếu giữ cô lại. Trong họ cứ như thể đã trông đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Đứng ở vỉa hè trên đoạn đường quốc lộ, mơ suy nghĩ xem nên đi đâu về đâu. Cô lấy chồng xa nhà, bố mẹ cô đã mất. Nếu bây giờ cô quay về đó thì phải nhờ vả anh trai. Mà anh trai đã có gia đình riêng, chắc chắn cô ở đó cũng không tiện. Mơ cũng đã có công việc ổn định, chỉ bằng cứ ở lại đây tìm phòng trọ ở tạm. Cuộc sống hôn nhân của cô với Thành đã kết thúc, nhưng cuộc sống của cô thì chưa. Cô vẫn tiếp tục nỗ lực. Mơ bắt xe ôm đi một vòng kiếm phòng trọ. Cô dừng lại trước một căn nhà ở đang cho thuê trọ ngay gần công ty cô làm. May mắn là vẫn còn phòng. Chủ trọ trùng hợp lại là Hưng, anh trưởng phòng nhân sự của công ty Mơ. Mơ yên tâm ở lại đó sau khi rời khỏi nhà chồng cũ. Cuộc sống một mình của Mơ cũng không hề tệ. Ban đầu khi mới rời khỏi nhà chồng, Mơ vẫn còn rất nhiều uất hận. Cô tự lừa dối bản thân mình rằng cô không buồn. Nhưng chỉ sau một tuần, Mơ thấy cô như đã hoàn toàn ổn. Thậm chí Mơ còn được thăng chức lên làm tổ trưởng. Lương thưởng của cô cũng được tăng đáng kể. Mơ lại càng có thêm động lực để tiếp tục cố gắng vì đi làm cùng công ty với nhau nên ngày nào hưng và mơ cũng đụng mặt nhau khi chuẩn bị ra khỏi nhà vào một khung giờ hưng để ý thấy mơ mặc đồng phục nhân viên của công ty anh nên anh đã chủ động bắt chuyện với mơ em làm việc ở công ty đông lạnh thực phẩm à dạ em có biết anh là trưởng phòng nhân sự vậy à mấy hôm anh bắt gặp em lững thững đi bộ nhưng cũng ngại bắt chuyện từ hôm nay em ngồi xe anh đi anh chở em đến công ty luôn dạ như vậy có được không có gì mà không được làm việc cùng nhau thì phải giúp đỡ nhau chứ thấy hưng nhiệt tình như vậy mơ cảm ơn anh rối rít từ ngày hôm đó anh và mơ cùng nhau đi làm rồi lại cùng nhau tan làm hai người dần thân thiết với nhau hơn và chia sẻ với nhau nhiều chuyện trong cuộc sống hàng ngày nhà của hưng thực ra có hai căn kề sát nhau và chung một ngõ anh sống một mình trong căn nhà nhỏ hơn còn căn nhà lớn hơn thì anh cho ba người thuê phòng Tình cờ gặp nhau ở đây cũng coi như là cái duyên. Ngoài Mơ còn có hai cô cậu sinh viên thuê trọ. Mọi người coi nhau như người trong gia đình. Mơ và Hương là anh chị lớn, còn Phương và Hoàng là hai đứa em Úc. Phương và Hoàng thấy hai anh chị rất đẹp đôi nên liên tục gán ghép Mơ và Hương với nhau. Mơ còn chưa giải quyết xong chuyện ly hôn với Thành nên cô rất cẩn trọng. Bả lại cô cũng thấy Hương là một người đàn ông tốt. Người phụ nữ đã qua một đời chồng như cô không xứng với anh những lúc bị các em trêu ghẹo mơ thường đến trống lãng sang chuyện khác ánh mắt của hương khi đó trông khá thất vọng thành và mơ đã đồng ý ly hôn trong êm đẹp nên mọi chuyện được giải quyết khá nhanh ngày ra tòa hoàn thiện thủ tục mơ đã đến đó một mình và thành cũng vậy mơ thấy sốc khi thành gầy sọp đi trông thấy trong gương mặt của anh ngơ ngác không giống người còn tỉnh táo mơ đoán có lẽ bây giờ thành đã thật sự đi quá giới hạn khi còn dính vào nghiện ngập Cô hỏi thăm anh trên phương diện của một người quen cũ. Có phải anh lại dính thêm vào ma túy không? Đúng vậy thì sao? Dù gì cũng đã từng có lúc chân thành với nhau, tôi khuyên anh hãy tự tìm đường quay lại với lẽ sống đúng đắn. Nói xong, mơ cất bước đi và không nhìn lại. Cô mừng rỡ vì mình đã hoàn toàn được giải thoát. Mơ về nhà sớm và tự thưởng cho mình một bữa cơm ngon miệng. Hôm đó, Phương và Hoàng có lễ hội ở trường đại học nên vẫn chưa về. Trong nhà chỉ có Mơ và Hưng. Lúc Mơ đang nhặt rau, Hưng tiến đến hỏi. Hôm nay em đi đâu mà lại xin nghỉ việc vậy? Mơ không giấu giếm Hưng mà thẳng thắn trả lời. Em mới lên tòa để giải quyết thủ tục ly hôn với chồng cũ. May mắn là mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi anh à. Vậy thì tốt. Nếu nói vậy là bây giờ em đã chính thức độc thân phải không? Đúng là vậy, nhưng em là gái đã qua một đời chồng một đời chồng thì đã làm sao đâu phải sau một lần kết hôn thất bại thì không có quyền được mua cầu hạnh phúc thêm một lần nữa nhưng liệu sẽ có ai sẵn sàng chấp nhận quá khứ của em sao có chứ sao không và đặc biệt người đó lại còn đang ngồi cạnh em đây mơ ngại ngùng nhìn sang hưng hưng mỉm cười rồi xoa đầu cô em không cần phải cảm thấy áp lực đâu anh chỉ muốn nói ra tấm lòng của mình thôi chúng ta vẫn còn nhiều thời gian phía trước cho đến khi nào em sẵn sàng mở lòng trở lại thì anh vẫn lặng lẽ chờ đợi em không cần nói những lời hoa mỹ những câu chữ chân thành của hưng đã khiến mơ thật sự cảm động quả thật anh không hề gây áp lực cho mơ hai người vẫn cùng nhau đi làm rồi cùng nhau tan làm ngày nghỉ hưng chủ động rủ mơ đi chơi ở những địa điểm đẹp mà anh đã nghiên cứu để cô thay đổi tâm trạng anh thậm chí còn chụp rất nhiều bức ảnh cho cô đã trải qua một lần đổ vỡ. Bây giờ mà nói, cái mơ cần nhất chính là sự ổn định và chững chạc ở hương hội tụ cả hai yếu tố đó. Thời gian cứ thế trôi qua, mơ đã dần mở lòng đến với hương. Cô và anh kết hôn sau chưa đầy một năm. Mơ hiểu rõ, thời gian không phải là yếu tố quyết định. Cô đã đủ lòng tin với Hưng và sẵn sàng cùng nhau tạo dựng một gia đình. Chỉ sau một tháng kết hôn, hai vợ chồng đã có tin vui mơ và hưng chở nhau đi khám thai thì vô tình gặp bà quyên và cường ở bệnh viện hiền đang nằm trên ghế chờ ngoài sảnh với nhiều vết thương mơ cũng tò mò không biết có chuyện gì đã xảy ra với bà chị dâu cũ ngày hôm đó mơ có liên lạc với hồng chị hàng xóm thân thiết trước đây và ở sát với nhà chồng cũ hóa ra hiền thành ra như vậy là do bị thành đánh thành dạo này đã trở nên bê bết hơn cả trước kia anh ta mất hết nhân tính và không kiểm soát được hành động của mình tiền đã tiêu hết sạch sẽ lại không đi làm đúng lúc lên cơn nghiện thành đã xông vào phòng của vợ chồng hiền để lục lọi hiền bắt gặp và ra sức ngăn cản nhưng đen đuổi cho cô ta khi trong nhà lúc đó không có ai cô đã bị thành xô ngã và đánh đập trước đây chính hiền đã lén lút bỏ dây chuyền vàng vào trong túi áo của mơ để đổ tội cho mơ Ý định của Hiền khi làm vậy là để vợ chồng mơ bị chửi bới và nhanh chóng dọn ra ngoài. Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại đi lệch hướng. Mơ và Thành ly hôn với nhau. Chỉ mỗi mình mơ dọn ra khỏi nhà, còn Thành vẫn ở đó. Bây giờ Hiền lại phải nhận hậu quả do chính mình gây ra. Không lâu sau đó, Hồng lại gọi điện đến cho mơ và kể chuyện Hiền bị tai nạn suýt chết. Và cũng từ tai nạn đó làm lộ ra chuyện cô ta cặp bồ bây giờ hai vợ chồng hiền đang làm thủ tục ly hôn với nhau nghe những chuyện không mấy hay ho liên tiếp diễn ra với nhà chồng cũ mơ nhận ra rằng quả báo thực sự sẽ đến cho dù có muộn đi chăng nữa mơ đang có gia đình hạnh phúc với hưng và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng cô không thấy hả hê khi chứng kiến những người đã từng bắt nạt cô phải chịu hậu quả như vậy mà chỉ tập trung vào xây dựng hạnh phúc cho gia đình của cô một ngày xuân ấm áp nữa lại đến mơ đang ru con ngủ thì nghe tiếng cánh cửa mở ra hưng đi công tác về và xuất hiện với bó hoa trên tay anh mỉm cười rạng rỡ và nhìn mơ vợ yêu à anh về với vợ và con rồi đây mơ cũng đưa ánh mắt hạnh phúc nhìn anh anh tiến đến bế con vào lòng và vuốt ve mái tóc đen nhánh ống ả của vợ những tia nắng ngọt ngào chiếu rọi vào bức tranh ba người đang tỏa sáng cảm ơn quý vị đã lắng nghe trọn vẹn bộ truyện vừa rồi của chúng tôi quý vị hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của mình bằng cách bình luận ở cuối video nhé quý vị cũng đừng quên ấn like đăng ký kênh và ấn vào quả chuông thông báo để không bỏ lỡ những bộ truyện mới nhất sẽ được chúng tôi cho ra mắt liên tục trong thời gian tới còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ly hôn khi về già. Phản chiếu xuống những con đường làng thân thuộc là màu của nắng, màu của lúa và màu của rơm xanh. Một mùa thu hoạch của người nông dân lại đến. Băng qua những con đường đó, Hoài trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Cởi bỏ bộ quần áo kín mít bên ngoài, Hoài bước vào nhà và thấy không khí im ắng. Mâm cơm đã được bày sẵn ra chiếu nhưng chẳng thấy bóng người. Hoài cất tiếng gọi Mẹ ơi! Bà Đường bừng tỉnh khỏi giấc ngủ sau tiếng gọi ấy. Bà rời khỏi phòng ngủ và đi xuống căn bếp. Con về rồi đấy à? Dạ vâng. Bố đâu rồi hả mẹ? Cái lão thần kinh đó chắc lại sang nhà hàng xóm uống rượu rồi chứ gì. Mẹ con mình cứ ăn cơm trước đi. Nghe bà Đường gọi ông Hoàng là lão thần kinh, hoài chờ thở dài vì biết chắc chắn lúc cô không ở nhà, bố mẹ cô lại xảy ra cãi cọ. Hoài ngồi xuống mâm cơm rồi cố ăn cho thật nhanh và quay về giường ngủ. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng bước chân của ông Hoàng về nhà và cả tiếng nói quen thuộc của anh Vinh hàng xóm. Hoài có thể phân biệt rõ ràng được giọng của bố cô lúc say và lúc tỉnh táo. Nghe ông nói chuyện thế kia, Hoài chắc chắn ông đã ngà ngà đắm chìm trong men rượu. Những lời của người say nói với nhau có mấy lời là bình thường. Hoài dù cố bịt hết tai lại, nhưng khoảng cách giữa phòng ngủ của cô và căn bếp chỉ cách một bức tường nên hoài khó có thể đi vào giấc ngủ. Mãi đến hơn 2 giờ chiều, bữa ăn nhậu của hai người họ mới kết thúc. Hoài thức dậy dọn dẹp bãi chiến trường do bố cô và anh Vinh để lại. Trên chiếc chiếu đã cũ kỹ, nào là bát đũa bẩn, nào là giấy lau, nào là đồ ăn thừa thải, nào là tàn thuốc lá. Hoài chỉ biết lắc đầu chán nản. Cô chưa kịp dọn xong thì bà Đường đã đi làm đồng về. Nhìn thấy cảnh tượng đó, bà không giữ được bình tĩnh mà hét lớn. Suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ và tụ tập rượu chè rồi bắt người khác phải dọn dẹp. Số tôi khổ đến thế này là cùng. Đúng là nòi nào thì giống nấy. Bà Đường cố tình nói thật to cho bà Quế, mẹ của ông Hoàng ở bên trong nhà nghe được. Ông Hoàng đã say ngoắc cần câu và lăn ra ngủ nên đâu thể nghe thấy những câu chửi rủa của bà Đường. Chính vì vậy mà bà Đường lại chút sự tức giận của mình lên bà Quế. Bà Quế năm nay đã ngoài 80, sức khỏe bà không được tốt và thường xuyên đau ốm, nhưng đầu óc bà vẫn còn minh mẫn, tai nghe được và mắt còn nhìn rõ. Sống chung trong một nhà, bà Quế và Hoài không ít lần chứng kiến cảnh lục đục của đôi vợ chồng đã ngoài 50. Nhưng thiết nghĩ bây giờ bà đã già, con cái của bà cũng chẳng phải nhỏ tuổi. Bà không muốn ra mặt can thiệp vào chuyện của chúng nữa, mà vờ như không nghe thấy. Cơn giận dữ của bà Đường vẫn chưa dứt, bà lại cố tình hét lớn lên cho tất cả hàng xóm xung quanh nghe thấy. Cái mồm lúc nào cũng bô bô lên tỏ vẻ hơn người, nhưng đâu biết nhìn lại bản thân mình chẳng hề tốt đẹp. Loại này sống không hơn con chó là bao nhiêu. Những câu nói của bà Đường dần đi khỏi tầm kiểm soát. Hoài đã phải ngăn mẹ cô lại. Mẹ thôi đi. Thôi thôi cái gì? Mày cũng bênh cho bố mày à? Mẹ không sợ hàng xóm xung quanh đây họ cười cho à? Bố mày như thế còn chả sợ thì mắc mớ gì ta phải sợ. Số tao khổ thế này, mày không thấy thương tao sao? Những câu nói đơn thuần tưởng như vô hại của Hoài lại khiến cho bà Đường thêm giận dữ. Bà chỉ luôn cả Hoài, chỉ vì nghĩ cô đang bênh vực cho ông Hoàng Cô không nói thêm gì nữa và im lặng dọn dẹp hết chỗ bắt đũa bẩn ấy. Nước mắt hoài cứ thế rơi xuống. Lắm lúc cô nghĩ, không biết kiếp trước cô đã tạo nghiệp chướng gì mà kiếp này cô phải làm con của ông Hoàng và bà Đường. Ông Hoàng và bà Đường lấy nhau không phải vì tình yêu. Ngày ấy bố của ông Hoàng đã đi hỏi vợ cho ông. Cứ thế hai người đăng ký kết hôn với nhau. Thời đó khác với bây giờ chẳng mấy người đến với nhau vì tình yêu mà hầu như đều được sắp đặt bởi cha mẹ. Hai người đã có với nhau hai người con trai và một người con gái. Hai cậu con trai đi làm ăn xa, còn chỉ có mỗi mình Hoài là làm việc ở gần nhà. Cũng chính vì vậy mà Hoài là người hiểu rõ nhất về mối quan hệ tệ hại của bố mẹ cô. Ông Hoàng và bà Đường cũng như những đôi vợ chồng khác, họ sinh cãi nhau, thù ghét nhau cũng bởi chữ tiền. Bà Đường không phải là người có đầu óc thông minh, những công việc mà bà làm suốt bao nhiêu năm nay là những công việc tay chân nặng nhọc. Bây giờ, bà đang làm thợ hồ ở gần nhà. Bà Đường rất chăm chỉ, trọng công việc, một tháng 30 ngày thì bà phải làm đến 29 ngày. Có những ngày hết việc, bà cũng không ngồi yên nghỉ ngơi ở nhà mà vẫn ra đồng làm việc này việc kia. Cuộc sống của bà Đường, hai chữ nghỉ ngơi quả thực quá xa xỉ không ai bắt bà phải làm như thế, nhưng chính bà đã tự làm khó bản thân mình. Nếu như bà Đường không kết hôn với ông Hoàng mà kết hôn với một người đàn ông khác chăm chỉ, siêng năng giống như bà thì có lẽ bà sẽ bớt phải nói ra những lời chua chát hơn. Đáng buồn thay cho bà Đường, khi ông Hoàng lại là chồng của bà, một người đàn ông bị nửa cái làng Yên Vinh này ghét bỏ. Những năm tháng thanh xuân, bạn bè bằng tuổi ông Hoàng ai nấy đều làm việc hết sức để xây dựng gia đình và cố gắng cho con cái một cuộc sống tốt nhất. Còn ông Hoàng, dù đã có vợ có con, nhưng vẫn ham chơi hơn ham làm. Bây giờ, khi đã có tuổi một chút, ông Hoàng tất nhiên chẳng còn muốn cố gắng để làm lộn thêm nữa, mà chỉ suốt ngày ăn chơi. Ông Hoàng không ham mê bài bạc, nhưng lại ham mê rượu chè và tụ tập với những người bạn cũng là bợm rượu. Bà Đường làm thợ hồ thì ông Hoàng làm thợ xây. Tháng nào trời nắng thì ông nghỉ hầu như cả tháng. Còn lúc râm mát thì lại không có việc. Cứ như thế, công việc của ông cứ làng nhàng. Thời gian chơi nhiều hơn là thời gian làm. Lúc ông Hoàng đi làm ổn định, dĩ nhiên trong nhà không khí yên ấm hơn hẳn. Có cả những tiếng cười nói vui vẻ giữa ông Hoàng và bà Đường. Nhưng hai tháng nay, ông Hoàng hình như mới đi làm được ba hôm. Bà Đường lại tiếp tục nóng máu và suốt ngày chửi rủa ông Hoàng. Trời dần chuyển về tối, hai mẹ con bà Đường đã nấu nướng xong xuôi, ông Hoàng cũng đã tỉnh rượu, bụng ông cồn cào vì lúc chưa không ăn uống được bao nhiêu. Ông bắt đầu thúc giục. Sao mãi giờ này vẫn chưa có cơm thế? Bà Đường không thèm trả lời, hoài bèn lên tiếng. Bố đợi thêm 5 phút nữa ạ. À? Nhanh nhanh cái tay lên, hơn 7 giờ tối rồi đấy. Bữa cơm được dọn ra, ba người ngồi ăn chung nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe thấy tiếng bát đũa và tiếng của chiếc quạt trần đang quay vút. Uống hết một chén rượu, ông Hoàng lại rót thêm một chén nữa và nói về dự định sắp tới của ông. "Thằng Vinh, nó chuẩn bị chuyển vào Sài Gòn làm việc, nó quyết định sẽ bán lại cái máy đầm đất cho tôi với giá 10 triệu. Tôi thấy giá như vậy cũng là hợp lý, tôi sẽ bỏ hẳn nghề thợ xây và chuyển sang đi đầm đất." Bà Đường tỏ ra rừng dưng Ông lấy đâu ra 10 triệu mà đòi mua lại cái máy đầm của nó? Tôi làm việc mấy chục năm nay mà chả nhẽ không có nổi 10 triệu à? Tiền ở trong két sắt không phải là tiền riêng của ông đâu. Ông đừng có phung phí như thế. Làm ăn thì phải có đầu tư, còn không muốn đầu tư thì làm sao mà kiếm được tiền? Bấy lâu nay tôi phơi mặt giữa trời nắng, nhưng công thợ xây cũng chỉ được 300 ngàn. Còn nếu mua cái máy đầm về, đi đầm vài tiếng, là đã có từng đó tiền rồi. Tính sơ sơ một ngày chỉ cần làm cho vài nhà là đã có kha khá tiền, lại còn có thời gian nghỉ ngơi nữa. Vâng, ông tính toán thì giỏi rồi, để tôi xem ông làm được bao nhiêu tiền. Ông Hoàng ném đôi đũa xuống nền nhà. Bà có bỏ ngay cái kiểu nói móc mỉa đấy không hả? Tôi không thích đấy. Với tính cách đó của ông thì làm gì cũng nghèo mãi nghèo mãi thôi. Lương thợ xây được một ngày hơn 300.000 nếu như một tháng ông đi làm đều đặn thì tháng đã có hơn 9 triệu bạc rồi. Đằng này tháng ông chỉ làm được 10 ngày nên nghèo cũng phải thôi. Còn cái chuyện mua máy đầm ấy, nếu công việc đó kiếm ra tiền dễ dàng như thế thì thằng Vinh nó có nhường lại cho ông không? Có làm được ra tiền hay không thì bà cứ tự nhìn sẽ rõ. Trong cái nhà này tôi là người có quyền to nhất. Tôi không phải đang xin phép bà đâu mà chỉ thông báo cho bà biết thôi. Mà tôi cũng cảnh cáo bà nhé tôi cấm bà mở mồm phán xét công việc của tôi không là tôi cho bà răng đi đường răng mà hàm đi đường hàm đấy hoài im lặng rời khỏi mâm cơm và đi vào phòng riêng một bữa ăn bình thường một ngày êm ả à trôi qua đối với cô thật sự quá khó không phải là khoảng thời gian im lặng đến đáng sợ thì cũng là những tiếng cãi nhau qua lại về những câu chuyện không hồi kết bố mẹ cô không ai nhường nhịn ai Cô có đứng ra can ngăn khuyên nhủ họ thì họ cũng đều bỏ ngoài tai. Hai anh trai của Hoài đều đã lập gia đình riêng và có con cái. Lâu lâu họ mới gọi về hỏi thăm bố mẹ một lần. Dù có biết ông bà vẫn hay khắc khẩu với nhau như thế, nhưng các anh chỉ nghĩ vài hôm là họ lại bình thường. Hoài năm nay đã ngấp nghé 24 tuổi, cô thấy mình vẫn còn khá trẻ và chưa có ý định lập gia đình. Nhưng tình hình bố mẹ cô cứ suốt ngày rằn vặt tâm hồn cô như thế này, cô nghĩ sớm muộn gì mình cũng phải tính đến chuyện kết hôn để được giải thoát. Mặc cho bà Đường phản đối, ông Hoàng vẫn một mực chuyển sang làm công việc mới cho bằng được. Ông đi khắp nơi trong làng xã để giới thiệu với họ về công việc mới của ông và nhờ vào họ nếu biết nhà ai đang cần thuê đầm đất thì gọi ngay cho ông. Không chỉ với bà Đường mà ông Hoàng cũng đã từng cãi cọ qua lại với không biết bao nhiêu người ở trong cái làng này người ta ghét ông ra mặt nên cho dù có những người họ biết nhà này nhà kia đang cần thuê người làm họ cũng chẳng gọi cho ông một số người vì nể nên vẫn giúp ông hoàng tìm kiếm công việc ông hoàng đặt rất nhiều niềm tin vào lần thay đổi này mấy ngày đầu tiên có khá nhiều người gọi ông đi làm có ngày ông làm từ sáng đến tối muộn và kiếm được mấy triệu có tiền trong người ông lại được dịp lên mặt với bà đường ông bày tiền ra trước mặt bà Đấy, bà nhìn đi, đây không phải là tiền thì là gì? Bà Đường lạnh lùng đáp. Ông tưởng ngày nào ông cũng sẽ làm ra được từng này tiền à? Tất nhiên, không phải ngày nào cũng làm ra được từng đó rồi. Nhưng ngày ít bù vào ngày nhiều, kiểu gì cũng hơn là phơi mặt giữa trời nắng đi xây. Bà Đường không nói lại thêm câu nào. Ông Hoàng thấy vậy thì đắc ý lắm, vì nghĩ ông đã bịt được miệng bà Đường lại. Có tiền trong người, ông Hoàng thấy ngứa ngáy nếu không mời bạn bè đến tụ tập ăn uống. Ông lấy điện thoại lên và gọi cho họ. Một bữa nhậu lại diễn ra vào đêm muộn. Trong tủ lạnh còn một túi mực của người họ hàng ở vùng biển gửi lên biếu cả gia đình. Ông Hoàng cũng hào phóng chiêu đãi hết với bạn bè ông. Chồng ông phấn khởi ra mặt. Nhóm bạn của ông ăn uống xong rồi lại hát hò. Đến sau cùng, người thu dọn tàn cuộc lại là bà Đường. Nhưng khác với những lần trước, vì hôm nay ông Hoàng làm ra tiền nên bà Đường không còn lên tiếng chửi bới nữa mà im lặng dọn dẹp. Ngoài miệng bà độc đoán nói rằng cái nghề của ông Hoàng không kiếm được ra bao nhiêu tiền, nhưng trong lòng bà thật sự mong ông có công việc ổn định. Hai ông bà tính tuổi đã hơn 50 nhưng con cái không thành đạt nên ông bà không được nhờ vả gì nhiều vào họ. Bà Đường muốn ông Hoàng cố gắng làm việc cũng là lẽ đương nhiên, bởi suy cho cùng đến khi về già Hai ông bà cũng phải tự nuôi nhau mà sống. Tranh thủ bây giờ khi sức khỏe còn chưa quá xuống dốc thì phải chăm chỉ làm việc, chứ đến khi bệnh tật hành hạ, có muốn kiếm tiền nữa cũng lực bất tòng tâm. Qua mấy ngày đầu tiên được nhiều người giới thiệu việc làm, đến mấy ngày sau, công việc của ông Hoàng dần thưa thớt, có ngày ông đi làm được vài tiếng, có ngày ông chỉ ở nhà chơi từ sáng đến tối. Bà Đường dĩ nhiên vẫn cố nhẫn nhịn xem tình hình như thế nào. Nhưng đến khi 10 ngày liên tiếp ông Hoàng không có việc làm, bà không thể bình tĩnh thêm nữa và lại bắt đầu chửi rủa. Tờ mờ sáng, khi con gà còn chưa gáy, bà Đường đã thức dậy và bắt đầu công việc của một ngày mới. Bà quét dọn sân nhà, nấu nước sôi cho vào mấy cái phích rồi lại thái rau cho đàn gà đã nuôi được hơn 3 tháng. Nếu như những ngày tâm trạng bình thường, bà sẽ làm những công việc đó thật nhẹ nhàng và không ảnh hưởng đến giấc ngủ của bất kỳ ai trong gia đình. Nhưng mấy hôm nay, bà bắt đầu bực tức vì ông Hoàng ở nhà ăn chơi. Trong khi bà ngày nào cũng phải chầy chật làm việc giữa nắng nóng 40 độ. Bà Đường cầm chổi quét nhà cũng chửi. Đi ra đi vào, bà lại nói thêm vài lời khó nghe. Lúc thái rau, bà còn cố tình tạo ra tiếng động thật lớn. Gân xanh trên cổ bà Đường nổi lên, giọng nói bà ốt ức. Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ có ăn và ngủ, lại còn không làm được bất cứ việc gì cho cái gia đình này người ta không làm ra tiền được vài ba ngày là đã thấy nóng gan nóng ruột. Đằng này, ngày nào cũng tụ tập ăn nhậu không biết chán. Đại gia thì chẳng phải, nhưng sống sung sướng chẳng khác nào đại gia. Chỉ có một mình cái thân xác già này là phải chịu khổ thôi. Tiếng chửi bới của bà Đường, Hoài không phải là không nghe thấy, nhưng cô chẳng biết làm cách nào để xoa dịu bà. Cho dù hàng tháng cô đi làm có đưa một phần tiền lương để bà thêm vào các chi phí sinh hoạt, nhưng từng đó vẫn chưa đủ. Bà Đường dĩ nhiên muốn ông hoàng phải đi làm để cùng bà gom góp tiền của cho sau này. Hoài cuốn hết chăn lên che hết phần tai của cô để không còn phải nghe thấy những lời nói đó nữa. Ngày hôm qua, cô phải làm ca đêm và về nhà lúc hơn 11 giờ. Hôm nay, cô thật sự muốn được nghỉ ngơi đúng nghĩa và không bị ai khác quấy giày trước khi chuẩn bị thức dậy đi làm. Tiếng chửi bới của bà Đường đột nhiên biến mất. Hoài cứ tưởng bà đã đi vào làm, nhưng nào ngờ, bà đang đi vào phòng ngủ của bà và ông Hoàng rồi bắt đầu quét dọn. Bà Đường nhìn thấy ông Hoàng vẫn đang ngáy ngủ ngon lành, lại càng khiến bà thêm bực bội hơn. Bà trèo lên giường, cầm cái chổi quét lớp mạng nhện bám vào chiếc màn ngủ, miệng bà chua chát nói: "Mày ngu thì mày chết luôn đi, đừng để tao phải chịu khổ thế này nữa." Qua một vài lỗ thủng ở trên chiếc màn, bụi đất từ chiếc chổi của bà Đường đang quét bay thẳng xuống mặt ông hoàng ông hoàng bừng tỉnh khỏi giấc ngủ bà đường chẳng hề hay biết điều đó miệng bà tiếp tục chửi bới miệng nói như con chó liếm thớt ý làm thì không được việc loại như may mà cũng đáng gọi là thằng đàn ông gánh vác trọng trách trong nhà bà đường vừa nói dứt câu thì ông hoàng giận dữ cất giọng bà vừa nói cái gì thế bà đường có hơi giật mình bà quay lại chống chế tôi nói gì thì kệ tôi đâu phải việc của ông trong căn phòng này chỉ có tôi với bà Bà không phải đang chửi tôi Thì còn chửi ai nữa Cái loại đàn bà hỗn xược như bà Bà dám xưng mày tao với tôi cơ à Ông Hoàng bước xuống khỏi giường ngủ Và lao vào đánh bà Đường tới tấp Bà Đường kêu lên thất thanh Bớ làng nước ơi cứu tôi với Hoài ơi con cứu mẹ với Bố con chuẩn bị giết chết mẹ tới nơi rồi Tiếng kêu cứu của bà Đường Khiến Hoài bừng tỉnh Cô vội chạy sang căn phòng của ông Hoàng ông hoàng đang dồn bà đường vào một góc tường và đánh bà đường tới tấp thân hình ông hoàng gầy gò nhưng sức khỏe của ông vẫn còn rất tốt chính vì thế mà những cú tát cú đánh của ông thực sự gây đau đớn cho bà đường ông hoàng đã lên cơn điên và khó kiềm chế ông bắt đầu xỉ vả bà đường loại đàn bà thối tha mày tưởng mày làm được vài đồng tiền thì mày làm chủ cái nhà này à hôm nay tao phải đánh cho mày thành bã luôn mới được bà đường cố vùng vẫy để thoát ra nhưng bất lực lúc ấy hoài xuất hiện và nhanh chóng can ngăn ông hoàng cô khóc lóc van xin bố bỏ tay ra đi bố định giết mẹ luôn đấy à tao giết nó luôn mày ngăn tao thì tao giết luôn cả mày nếu bố giết mẹ thì bố giết con luôn đi con đã chán ngán cái gia đình này lắm rồi mày nói cái gì cơ mày cũng ăn nói sằng bậy chẳng khác nào con mẹ mày à bố nghĩ Bố mẹ ghét nhau thì con có thể coi như không biết gì và vẫn sống vui vẻ được sao? Không phải đâu bố ạ. À. Con ngày nào về đến nhà cũng cảm tưởng như mình đang bị nhốt ở địa ngục vậy. Không phải chỉ dạo này mà biết bao nhiêu năm nay, bố mẹ đã hành hạ con bằng những cuộc cãi vã, những lần xô xát của hai người. Bố không cho con sống yên bình thì bố giết con luôn đi cũng được. Ông Hoàng trợn mắt nhìn Hoài, ông định đánh luôn cả Hoài thì lúc đó bà Quế đi vào phòng. Bà yếu ớt lên tiếng chúng mày có thôi đi không chúng mày không coi bà già này ra gì nữa à trên đời này người duy nhất có thể khống chế ông hoàng chỉ có thể là mẹ của ông bà quế vừa nói dứt lời thì ông hoàng đã lập tức dừng tay với bà đường và đi ra ngoài bàn uống nước bà quế không nói gì thêm mà chỉ thở dài rồi lại đi về chiếc giường ngủ của bà chỉ còn lại bà đường và hoài trong căn phòng lộn xộn ấy bà đường khóc nức nở và tiếp tục than thân trách vận hoài à con nhìn bố con đi sao bố con có thể đánh mẹ như vậy chứ mẹ không thể sống nổi với bố con nữa rồi nếu không sống được thì mẹ và bố ly hôn đi con cũng chán trường cái cảnh này lắm rồi mẹ chả tiếc gì lão ta mẹ chỉ sợ sau này nếu con kết hôn người ta sẽ khinh thường con vì bố mẹ con không còn chung sống với nhau nữa vậy chứ mẹ nghĩ người ta sẽ thích nếu thấy bố mẹ như thế này hay sao không ở được với nhau thì hãy giải thoát cho nhau còn hoàn toàn đồng ý chẳng phải bố con mới là người sai sao con thấy bố con suốt ngày ở nhà ăn chơi như vậy có vô lý không bố không đúng nhưng mẹ cũng vậy mẹ nhìn đi mẹ nói chuyện với bố như vậy cũng đâu có được bố mẹ là vợ chồng của nhau cũng nên dành sự tôn trọng tối thiểu cho nhau chứ ở bên trong phòng con đã nghe thấy hết những lời mẹ nói lúc nãy rồi mẹ cũng chỉ vì quá tức giận nên mới nói thế thôi con nghĩ Bố mẹ nếu còn muốn chung sống với nhau thì nên ngồi lại với nhau một hôm để giải quyết mâu thuẫn, còn không cứ để như thế này mãi, bố mẹ không thể hòa hợp được đâu. Con sẽ gọi cả hai anh về, gia đình mình sẽ họp nghiêm túc về chuyện của bố mẹ." Bà Đường vừa nghe thấy ý kiến của Hoài thì lập tức phản đối. "Không được. Sao lại không được hả mẹ? Mẹ thật sự muốn như thế này mãi à? Hai anh trai con đều đã có gia đình riêng rồi, nếu như để con dâu biết bố mẹ không hòa thuận với nhau thì bên thông gia chắc chắn họ sẽ khinh bỉ nhà mình. Hai anh con cũng đang rất vất vả lập nghiệp. Mẹ không thể để cho chúng vì chuyện này mà phân tâm. Mẹ sẽ tự giải quyết chuyện của mẹ. Thôi, con mau chuẩn bị rồi đi làm đi. Hoài gạt nước mắt rồi đi ra khỏi phòng. Cô thấy khuôn mặt của ông Hoàng vẫn đang rất cao có. Nếu như lúc nãy bà nội không ngăn cản, cơn tức giận của ông Hoàng sẽ không được kiềm chế và bà đường có thể bị thương nhiều hơn nữa. Hoài cứ im lặng, chuẩn bị mọi thứ rồi rời khỏi nhà. Cô chỉ muốn nhanh chóng bước chân ra khỏi nơi vừa thân thuộc, vừa chán ghét lại vừa đáng sợ ấy. Đến cửa hàng, Hoài vẫn không giấu nổi sự buồn bã trong lòng. Tuấn tiến đến và hỏi cô: "Hôm nay em có chuyện gì không vui à, Hoài?" "Dạ không ạ, à, sao anh lại hỏi thế?" "Nhìn mặt em, anh có thể đoán được mà." Tuấn đưa cho Hoài một ly cà phê nóng mà anh mới đặt mua khi Tuấn đặt ly cà phê đó vào tay cô. Cô cảm nhận được hơi ấm toát ra từ bàn tay của anh. Trong cửa hàng nơi Hoài làm việc có hơn một nửa nhân viên là nữ, chỉ có 5 nhân viên nam. Tuấn là phó phòng quản lý cửa hàng. Trong công việc, Tuấn là người rất có tinh thần trách nhiệm cao. Anh vừa được lòng xếp, vừa được lòng nhân viên cấp dưới. Với ai anh cũng thân thiện như vậy, nhưng có những lúc nhìn ánh mắt ấm áp mà anh dành cho Hoài, Hoài đã không ít lần rung động hoài sốc lại tinh thần và bắt đầu một ngày làm việc mới. Bỗng cô thấy cánh tay cô hơi đau. Hoài vạch áo lên, có một vết bầm mới xuất hiện ở phần khuỷu tay. Chắc có lẽ do sáng nay cô vào ngăn cản ông Hoàng đánh bà Đường và đã bị thương lúc đó. Hoài trộm nhìn sang Tuấn rồi lại thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Gia đình cô như thế, bản thân cô cũng không có gì quá nổi trội. Làm sao cô có thể dám mơ đến chuyện tương lai xa vời hơn với Tuấn được cơ chứ? Mặc cảm tự ti khiến Hoài nghĩ cô không nên thổ lộ lòng mình. Hoài đã rất nhiều lần nói với ông Hoàng và bà Đường rằng cô muốn hai người họ thay đổi, nhưng họ dường như lại không để tâm đến quá nhiều những lời cô đã nói và chỉ coi trọng cảm xúc của chính bản thân mình. Hoài vẫn không biết nên làm cách nào để vùng vẫy ra khỏi vũng bùn lầy mà gia đình cô đang tạo ra với cô ông Hoàng bà Đường không ai chịu nhường nhịn ai. Ai cũng cho rằng mình mới là người làm đúng, còn người kia mới là người làm sai. Nên mâu thuẫn giữa họ vẫn chưa được giải quyết. Mỗi ngày đi làm về, Hoài lại phải đối mặt với không khí nặng nề trong nhà. Cô có cố nói chuyện để kết nối hai người lại với nhau. Nhưng mọi thứ Hoài làm đều chẳng có tác dụng. Ăn uống xong, Hoài và bà Đường đang cùng nhau dọn dẹp thì có tiếng chuông điện thoại của bà Đường vang lên bà đường đặt chồng bắt đũa bẩn xuống và bắt máy. Alo, thu đấy à? ở đầu dây bên kia, bà thu khóc lóc. chị ơi, mẹ của chúng ta mất rồi, chị mau về đây đi. em nói sao cơ? mẹ mất rồi chị ạ, à. mẹ bị suy tim nhưng giấu giếm chị em mình mấy tháng nay. mẹ chỉ uống thuốc để cầm cự. bây giờ mẹ đã rời xa chị em mình mãi mãi rồi. chị biết rồi, chị sẽ sang đó ngay em mau bình tĩnh lại để lo công việc hậu sự cho mẹ. Miệng bà Đường dặn bà Thu như thế, nhưng chính bà Đường không giữ được bình tĩnh, bà luống cuống mặc thêm bộ quần áo rồi vào tìm chìa khóa xe. Hoài cũng hốt hoảng theo mẹ, cô dẹp hết bát đũa sang một bên rồi cùng nhau rời nhà. Bà Đường không nói cho ông Hoàng biết chuyện mẹ vợ đã mất nên ông Hoàng vẫn bình chân như vậy. Hoài nghĩ dù cho bố mẹ cô có cãi nhau và xảy ra chuyện không hay nhưng họ vẫn đang là vợ chồng. Ông Hoàng chắc chắn vẫn nên có mặt tại đám tang của bà ngoại cô. Hoài miếu máu nói với ông Hoàng. Bà ngoại mất rồi bố ạ, à. bố mau sang với bà đi. Hoài chỉ vừa kịp nói dứt câu thì bà Đường đã phóng xe lao ra khỏi nhà thật nhanh. Hai mẹ con bà Đường chưa mất đến 10 phút đã đến được nhà bà Bảo. Anh em thân thiết cũng đã bắt đầu tập trung đông đủ. Ai nấy đều bất ngờ trước sự ra đi của bà Bảo bà rất hiếm bà rất hiếm khi ốm đau mỗi sáng dân làng đều thấy bà thức dậy thật sớm đi chợ mua đồ ăn sáng và làm việc vặt ông ngoại của hoài đã mất hơn chục năm nay bà bảo lại không sinh được con trai nên một mình bà sống lủi thủi ở đó nào ngờ đâu nhìn bà luôn khỏe mạnh như vậy nhưng lại đột ngột rời xa con cháu bà còn chẳng kịp nói lời từ biệt hay dặn dò thế nào cho hai người con cả chẳng ai đoán được cái chết của bà bảo mọi người đều luống cuống như hoài họ bắt đầu gọi điện khắp nơi để tìm kiếm dịch vụ tang lễ và những thủ tục khác hoài rất buồn khi bà cô không còn cô ngồi gục đầu bên cạnh giường của bà bảo và cứ nhìn thẳng qua khung cửa sổ hoài đang chờ đợi ông hoàng sẽ xuất hiện mẹ con cô là con cả ông hoàng là con rể lớn trong nhà nên nếu ông hoàng không đến sẽ có rất nhiều người điều tiếng ra vào vì chuyện đó hoài nhìn mãi nhìn mãi cuối cùng cũng thấy ông hoàng xuất hiện lúc đó hoài mới có thể thở vào nhẹ nhõm những ngày diễn ra tang lễ mới thật mệt mỏi tiếng mọi người khóc lóc tiếng kèn trống kêu vang và cả những lời nói ra vào ai nấy đều như bị rút đi một nửa sức lực sau khi tang lễ kết thúc rất đông người đến phúng điếu trong đoàn người đó hoài nhận ra có cả tuấn hoài có chút bất ngờ cô tiến lại gần tuấn và hỏi Ơ, ừ, anh Tuấn, tại sao anh lại đến đây? Anh có biết tin gia đình em có người mất nên anh đại diện cho nhân viên trong cửa hàng đến đây. Hoài đã làm việc ở cửa hàng đó được mấy năm nay, cô hiểu rõ, chỉ khi bố hoặc mẹ của nhân viên mất thì cửa hàng mới cử người đến phúng điếu. Còn với ông bà hay anh chị em trong nhà thì công ty không hề có quy định đó. Hoài chắc chắn rằng đó là ý định của một mình Tuấn anh đã có lòng đến gặp cô vào lúc cô đang mệt mỏi nhất, thì sao cô có thể làm khó anh được cơ chứ? Sau khi Tuấn thắp nén nhang cho bà bảo, anh và cô cùng trò chuyện với nhau một lúc. Hoài rót chén nước trẻ xanh mới nấu mời Tuấn. Anh hỏi han cô. Chắc mấy ngày hôm nay em mệt lắm có phải không? Dạ, quả thật em thấy rất mệt và cả rất buồn nữa. Anh rất hiểu cảm giác đó vì ông nội anh cũng mất cách đây không lâu anh mong em không quá đau buồn và có thể mau chóng trở lại với công việc chắc chắn bà em cũng mong muốn em sẽ làm như vậy em cảm ơn anh có gì mà em phải cảm ơn anh cơ chứ anh chỉ làm chuyện mình nên làm thôi mà tuấn đắn đo một lúc rồi đưa bàn tay ra khẽ chạm vào bàn tay hoài cô lại một lần nữa cảm nhận được hơi ấm của anh hoài nhìn thẳng vào mắt tuấn anh cũng không hề trốn tránh ánh nhìn của cô Hoài có hơi xấu hổ nên đã rụt tay lại. Tuấn cười nhẹ nhàng và tiếp tục nói chuyện với Hoài thêm một lúc nữa rồi mới ra về. Bà Đường đã lén lút quan sát con gái từ khi Tuấn đi vào. Bà nhận ra ánh mắt tình tứ của hai người, bà lại gần Hoài và hỏi: "Này, cậu đó là người yêu của con à?" "Không, anh ấy là đồng nghiệp tại chỗ làm của con." "Con đừng nói dối mẹ, nhìn cách cư xử của hai đứa, mẹ chắc chắn là hai đứa đang yêu nhau mà." Không phải đâu, sao mẹ không tin con nhỉ? Anh ấy có thiếu thốn gì mà phải yêu con cơ chứ? Con thì thua kém gì mà lại nói như thế? Hoài không đáp lời và lặng lặng ngồi nhìn vào bàn thờ của bà bảo. Cô chẳng muốn lôi lại chuyện gia đình ra để nói vào những ngày như thế này. Bà Đường và ông Hoàng lẽ ra có thể làm lành với nhau khi cùng nhau chuẩn bị công việc. Ấy vậy mà hai người vẫn mặt nặng mày nhẹ kể cả khi có biết bao người họ hàng xung quanh ở đó lúc không có mặt bố mẹ có rất nhiều cô gì đã tìm đến hoài và hỏi về chuyện gia đình cô nhưng cô chỉ trả lời qua loa cô không muốn vạch áo cho người xem lưng tình hình của gia đình hoài đã đủ tệ dĩ nhiên hoài mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên nhưng nào ngờ sóng gió lại tiếp tục ập tới và khiến cho gia đình hoài thêm một lần nữa trao đảo khi công việc hậu sự của bà bảo đã xong xuôi Mọi người trong gia đình bên ngoại bắt đầu họp bàn với nhau chuyện tiền nong sau tang lễ. Những chi phí đám tang của bà Bảo sau khi đã dùng số tiền phúng điếu để chi trả thì còn thiếu 20 triệu. Gia đình bà Đào và gia đình bà Thu đã quyết định mỗi người chi trả 10 triệu cho xong khoản ấy. Còn một chuyện khiến mọi người đau đầu chính là khoản vàng mà bà Bảo để lại. Bà Bảo có 5 chỉ vàng. Ông sự chồng của bà Thu có kể lại trước khi mất mẹ có sang dặn em về số vàng này một lần lúc đó em cũng không hề suy nghĩ gì nhiều nào ngờ mẹ lại ra đi đột ngột như vậy mẹ bảo gia đình em sẽ nhận được ba chỉ vàng còn gia đình anh chị sẽ nhận được hai chỉ bà đường gật đầu đồng thuận nếu mẹ đã dặn dò hai em như vậy thì chúng ta cứ như thế mà làm theo anh chị cũng không có ý kiến gì cả những tưởng câu chuyện sẽ kết thúc ở đó nhưng ông hoàng đột ngột lên tiếng Chú có thể đưa cho anh xem di chúc được không? Ông sự có hơi bất ngờ trước câu hỏi của ông Hoàng. Di chúc nào hả anh? Di chúc của mẹ để lại chứ sao nữa? Mẹ không viết di chúc mà chỉ nói miệng lại với em thôi. Vậy thì lấy đâu ra bằng chứng chứng minh mẹ đã dặn dò như vậy? Vợ chồng anh đâu có trực tiếp chứng kiến, làm sao vợ chồng anh có thể tin được? Bà Đường trừng mắt quay sang nhìn ông Hoàng. Ông đang nói cái gì đấy? Bà trừng mắt nhìn tôi làm cái gì? Tôi nói không đúng à? Tiền nong là chuyện không thể đùa giỡn được. Muốn sau này anh em không cãi nhau thì bây giờ phải làm cho rõ ràng chứ. Bà Thu dường như đang mếu khóc. Bà vặn hỏi lại ông Hoàng. Chả lẽ anh đang nghi ngờ vợ chồng em nói dối sao? Tôi không bảo cô chú đang nói dối. Nhưng cô chú nên tự chứng minh được rằng mình đang nói sự thật. Mẹ mất đi đột ngột. Ai cũng buồn. Ai cũng quay cuồng để lo chuyện hậu sự cho mẹ làm gì có ai suy nghĩ đến tranh dành vài triệu bạc thế hả anh cô nói vài ba triệu là vài ba triệu thế nào một chỉ vàng bây giờ có giá hơn bảy triệu đấy nếu cô cảm thấy không quá quan trọng thì hãy sang tên chỉ vàng đó cho vợ chồng tôi vợ chồng tôi nhận ba chỉ còn vợ chồng cô chú nhận hai chỉ thôi bà đường giận dữ quát ông hoàng ông đừng tưởng đây là nhà mình mà ông lại ra lệnh cho mọi người như thế nhé bà hay quá nhỉ bình thường bà luôn mồm chửi mắng tôi Bắt tôi đi làm giữa trời nắng nóng gần 40 độ cho bằng được mà. Giờ bà lại tỏ vẻ bất cần thế à? Tôi chả phải tỏ vẻ gì cả. Tôi tin tưởng em tôi hơn là tin tưởng một người như ông. Không chỉ bà Đường mà hai vợ chồng bà Thu cũng cảm thấy rất oan ức. Bà Thu ứa nước mắt. Nếu anh cứ khăng khăng như vậy thì được thôi. Anh chỉ cứ cầm hết số vàng ấy đi. Hai chị hay ba chị, vợ chồng em cũng không cần nữa. Em đừng nói như thế chúng ta cứ làm theo lời của mẹ đã dặn đi, còn lời của lão già này em đừng có chấp làm gì. Ông Hoàng không được bất kỳ ai ủng hộ khi ông nói ra ý kiến của mình, tệ hơn nữa là ông còn bị bà Đường thẳng thừng chỉ trích ông trước mặt vợ chồng bà Thu. Ông Hoàng đứng dậy và bỏ về ngay sau đó, còn bà Đường thì vẫn ở lại. Bà rất khó xử khi nhìn mặt vợ chồng hai người em bà Đường liên tục xin lỗi và mong vợ chồng bà Thu xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong thâm tâm, bà Đường nghĩ rằng ông sự không hề nói dối. Bà Thu lấy chồng ở ngay trong làng, còn bà Đường lấy chồng sang làng bên cạnh. Mỗi khi mẹ ốm đau hay cần giúp đỡ gì, thì bà Thu luôn là người có mặt đầu tiên. Bà Thu cũng là người thường xuyên qua lại chăm sóc mẹ hơn. Nên, việc mẹ để lại cho bà Thu ba chỉ vàng, còn bà Đường hai chỉ, chẳng có gì khó hiểu bà đường không hề có chút thắc mắc nào nhưng chính ông hoàng là người đã làm mọi chuyện phức tạp lên đến nửa đêm bà đường mới sắp xếp về nhà ông hoàng vẫn còn chưa đi ngủ vừa thấy mặt bà đường ông bật hết mấy bóng điện ở ngoài sân lên ông hoàng tỏ rõ thái độ hậm hực này bà kia bà làm gì mà đến bây giờ mới về ông không biết mà còn hỏi à vẫn còn rất nhiều bạn bè của mẹ ở xa mới biết chuyện mẹ qua đời tôi là con cả tôi phải có mặt ở lại đón tiếp khách chứ bà cũng biết mình là con cả mà lúc nãy bà hành động ngu ngốc thế à kiểu gì thì sau này việc hương khói cho mẹ của bà tôi cũng sẽ là người lo liệu chính chứ đàn bà thấp kém như bà làm gì được bước đến bàn thờ mà làm việc đó tôi chẳng cần nhờ đến ông chị em tôi tự làm được bà coi trọng chị em bà quá nhỉ mà cũng phải thôi chị em nhà bà có khác gì nhau đâu miệng bà chửi tôi như thế thì em bà cũng vậy. Đợi tôi đúng là quá dại dột, đi rước phải cái dòng dõi nhà các người vào nhà mà. Có gì ông nói thẳng luôn đi. Ông tưởng tôi thích ông lắm hả? Con thu em gái bà nó đi khắp cả làng bên nói xấu tôi, nó nói tôi ham chơi nhác làm, độc mồm độc miệng mà còn nói cả chuyện tôi đánh bà. Em gái tôi nó cũng đâu có nói sai đâu mà ông lại làm quá lên thế. Chính bà đã kể cho nó chứ gì? sao ông không cố sống cho tốt đi để người ta khỏi nói này nói kia về ông ông sống chẳng ra gì nhưng bây giờ lại tức giận khi bị người ta chê cười à bà có tin tôi cho cái mồm bà vỡ luôn bây giờ không ông lại định đánh tôi à ông đánh đi tôi kêu lên cho cả làng đến xem lúc đó thì đẹp mặt ông lắm được thôi chị em nhà bà đã thích như vậy thì tôi chiều tôi sẽ tiết lộ cho mọi người ở khắp cái vùng lại biết bà là người như thế nào bà ăn nói hỗn hào với chồng ra sao Xem Thiên hạ sẽ cười chê ai nhiều hơn. Còn nữa, vợ chồng nhà con Thu, thẳng sự, tôi cũng sẽ cho chúng nó biết tay. Nói là làm, ngay sau ngày hôm ấy, ông Hoàng bắt đầu đi khắp nơi nói về chuyện số vàng không được chia đồng đều và vợ chồng ông Hoàng phải thiệt thòi ra sao. Ông cũng không quên thêm mắm dặm muối cho câu chuyện càng thêm hấp dẫn. Nói xấu em gái chưa đủ, ông Hoàng còn nói xấu cả bà đường và tuồn ra những lời lẽ không hay trong gia đình. Bản thân ông hoàng chưa bao giờ nhận ông đã làm sai. Ông nói như thế, mọi điều mà bà Đường làm ra đều do tính cách bà ấy xấu xa, tự tạo không khí khó chịu trong gia đình. Dĩ nhiên, miệng lưỡi của mấy cô mấy chị hàng xóm cũng được dịp hoạt động hết công suất khi chuyện gia đình ông hoàng được phơi bày cho cả thiên hạ biết. Đặc biệt là, câu chuyện đó không chỉ mâu thuẫn đơn thuần giữa bà Đường và ông hoàng với nhau, mà còn liên quan đến ông sự bà Thu nữa. Rất nhanh chóng, mọi chuyện cũng đến tai bà Thu. Bà Thu tức ứa gan khi bị mọi người lên tiếng chê bai tham lam, tranh giành vàng với vợ chồng anh chị cả. Bà Thu đem sự bực bội đó sang tận nhà tìm ông Hoàng để giải quyết. Đồng hồ đã điểm hơn 3 giờ chiều, bà Đường và Hoài đi làm chưa về, chỉ có ông Hoàng vô công rồi nghề đang ngồi ở nhà và vẫn đang ngủ ngáy, chẳng kể chưa chiều. Bà Thu vừa vào đến sân thì mấy con chó đã sủa ầm mỹ lên. Ấy vậy mà ông Hoàng vẫn chưa ra khỏi nhà xem ai đã đến. Bà Thu hét lớn. Anh Hoàng, anh Hoàng đâu rồi? Chỉ khi tiếng hét của bà Thu vang lên, ông Hoàng mới chợt tỉnh giấc. Ông Hoàng đi ra và từ tốn hỏi. Có chuyện gì mà cô đến đây làm loạn lên thế? Anh còn hỏi như thế nữa cơ à? Anh đã vu oan cho vợ chồng em, nhưng bây giờ lại tỏ ra không biết gì sao? Ông Hoàng tỏ ra đắc ý. Bây giờ thì cô đã thấm cái cảm giác bị mọi người chỉ trỏ hay chưa? Cô tưởng tôi sẽ để yên cho cô khi cô đi kể xấu tôi với biết bao nhiêu người như thế à? Em chẳng nói xấu gì anh cả, em chỉ nói sự thật mà thôi. Vì anh mà chị gái em đã rất khổ sở. Tôi cũng như cô, tôi chỉ nói sự thật với hai vợ chồng cô thôi. Đó là tôi còn chưa kể đến chuyện hai vợ chồng cô vay của bà bảo 20 triệu nhưng chưa rõ đã trả lại hay chưa đấy. 20 triệu đó, vợ chồng em đã trả từ lâu lắm rồi. Anh không biết thì đừng có mà đoán bừa. Còn chuyện mấy chỉ vàng, may mắn là em đã tìm được bằng chứng chứng minh bọn em trong sạch rồi. Hôm trước thì vợ chồng cô bảo không có di chúc, hôm nay thì vợ chồng cô lại bảo vừa mới tìm được. Vợ chồng cô cũng giỏi lật lọng thật đấy. Em đâu có nói là em đã tìm được di chúc đâu. May mắn thay, cái hôm mẹ sang dặn dò anh sự, mẹ lại đứng ngay ở phòng khách của nhà em. Chỗ đó có camera nên tất cả những gì mẹ nói đã được ghi lại anh hãy mở to mắt và căng tay lên mà nghe đi bà thu mở đoạn video trong điện thoại ra cho ông hoàng nghe và quả thật trước khi qua đời bà bảo đã dặn dò ông sự về số vàng đó như vậy ông sự không hề nói dối bà thu tuy đã minh oan được cho gia đình mình nhưng sự tức giận của bà đối với ông hoàng thì vẫn còn nguyên vẹn bà nhìn thẳng vào mắt ông hoàng và chỉ chiết ông nếu anh muốn có tiền như vậy thì hãy tự thân vận động, tự làm tự kiếm ăn đi. Này cô kia, cô đang giáo huấn ai đấy? Cô nên nhớ, về vai vế, tôi vẫn là anh của cô đấy. Anh đừng nghĩ tôi gọi anh một tiếng anh thì anh đáng được tôn trọng. Không phải chị gái tôi mà bất cứ người đàn bà nào sống với một người đàn ông vừa lười nhác, vừa vũ phu như anh cũng sẽ sớm phát điên và chửi rủa thôi. Bà Thu chửi như tát nước vào mặt ông Hoàng ông hoàng cứng họng không đáp trả lại được bất cứ câu nào vừa lúc đó hoài đi làm về nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của bà thu hoài đã nhanh chóng hỏi chuyện bà thu và biết được những điều không hay mà bố cô đã làm hoài lại càng thêm thất vọng hơn bây giờ không chỉ với bà đường mà cả với anh em bên ngoài ông hoàng đã chính thức gây chiến với họ hoài nhìn thấy ông hoàng vẫn ung dung ngồi uống trà cô định đi thẳng một mạch vào phòng luôn nhưng cuối cùng hoài cũng dừng lại và hỏi ông hoàng bố định sẽ tiếp tục sống như thế này à ông hoàng trừng mắt nhìn hoài này con kia mày lại học theo mẹ mày mà hỗn láo với tao à con không hỗn láo với bố mà con đang hỏi thật bố định sống như thế này mãi sao người thân trong gia đình không thích bố người ngoài cũng chê bai bố sống mà không để người khác thương mình nể trọng mình bố thấy như vậy có được không tao á Tao chả cần thằng nào con nào thích tao cả. Bọn mày là cái thá gì mà đòi hơn tao? chế bai tao? Một người nói không thích bố. Có thể chưa chắc bố đã xấu xa. Nhưng tất cả mọi người đều nói ghét bố. Bố nên xem lại bản thân mình. Con chỉ là bậc con. Con cũng chỉ nói được đến thế thôi. Hoài đi vào phòng và đóng chặt cửa. Nằm trên giường, cô suy nghĩ đủ thứ tiêu cực. Rốt cuộc, gia đình cô đã đi chạch hướng từ đâu? Và rốt cuộc, gia đình cô phải làm như thế nào mới có những giây phút bình yên. Tiếng tin nhắn vang lên, kéo Hoài về lại với thực tại. Đó là tin nhắn của Tuấn gửi đến, anh hẹn cô tối nay đi chơi với anh. Tuấn ngày càng thể hiện rõ tình cảm của anh với Hoài, Hoài đã không ngần ngại nhận lời đi chơi với anh, dù tâm trạng cô lúc đó chẳng hề tốt. Tuấn đến tận nhà đón Hoài, cô cố thể hiện ra rằng mình đang vui vẻ, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt Hoài Tuấn đã nhìn thấu tâm trạng của cô. Tuấn nhẹ nhàng hỏi Han Hoài: "Em có chuyện gì không vui sao?" "Sao anh biết thế?" "Từ lúc nãy đến giờ, em cười rất tươi nhưng không giấu được anh nhỉ. Anh vẫn luôn để ý đến em nên anh có thể biết được lúc nào em đang vui hay đang buồn. Từ lúc nãy đến giờ, em cười rất nhiều nhưng anh thấy đôi mắt em cũng chứa chất rất nhiều tâm sự. Quả thật là dạo gần đây có rất nhiều chuyện khiến em buồn lòng. Em không cảm nhận được bất cứ niềm vui nào trong cuộc sống cả. Em cho anh cơ hội được chia sẻ với em, cả niềm vui lẫn nỗi buồn nhé. Anh đã thích em từ rất lâu rồi, anh cứ chần chừ mãi, không biết thời điểm nào mới là thời điểm thích hợp để bày tỏ lòng mình. Nhưng bây giờ, tình cảm anh dành cho em đã quá lớn, anh không thể giữ trong lòng mãi nữa. Nhưng cuộc sống của em rất phức tạp. Em sợ mình sẽ không xứng đáng với anh. Làm gì có chuyện xứng hay không xứng, quan trọng là em có tình cảm với anh hay không thôi." Hoài khẽ gật đầu, Tuấn mạnh dạn nắm lấy tay Hoài. Hoài cũng có tình cảm với Tuấn, giống như Tuấn có tình cảm với Hoài vậy. Hoài muốn được trải qua những thời khắc đẹp đẽ trong tình yêu với Tuấn và có một người bên cạnh an ủi tâm sự với cô. Hai người đã bắt đầu chính thức hẹn hò sau buổi tối hôm ấy nhờ có Tuấn mà Hoài dần cân bằng lại cuộc sống của cô, dẫu cho những mâu thuẫn trong gia đình cô vẫn chưa được giải quyết. Hoài không muốn giấu giếm Tuấn bất cứ điều gì. Chính vì biết được những chuyện mà Hoài phải trải qua nên Tuấn lại càng thương cô hơn. Anh muốn được che chở cho cô trước những khó khăn đó. Thế nhưng, cuộc sống lại cứ luôn muốn thử thách Hoài thì phải. Gia đình cô cứ hết lần này đến lượt khác khiến cô phải đau đầu suy nghĩ. Tết đến xuân về, những người con đi làm xa xứ đã sắp xếp mọi việc để về quê đón Tết với gia đình. Gia đình hai anh trai của Hoài cũng thế. Họ về nhà sau một năm làm ăn biển biệt. Bản thân Hoài đã rất mong đợi vào lần về quê này của Khánh và An. Khánh là anh trai cả nên Hoài đã ngỏ lời với Khánh trước. "Đã mấy lần em nói chuyện qua điện thoại với anh về bố mẹ rồi đấy. Em nghĩ không thể để như thế này mãi được." mọi chuyện có thực sự nghiêm trọng như em nói không hay là em đang làm quá lên thế em là người đã chứng kiến tất cả mọi việc xảy ra ở nhà anh không tin em à phải giải quyết được mâu thuẫn giữa bố mẹ trước thì may ra gia đình mình mới có những ngày bình yên thật sự em chán ngán cái cảnh mỗi ngày đi làm về lại nghe tiếng chửi nhau qua lại của bố mẹ lắm rồi lúc không có mẹ ở nhà thì bố nói xấu bao nhiêu điều về mẹ với em còn lúc bố không ở nhà thì mẹ lại nói xấu hàng trăm điều về bố. Em ở giữa bị bố mẹ tra tấn như vậy. Em mệt mỏi lắm mà lời em nói bố mẹ lại không nghe. Anh là anh cả, bố mẹ sẽ coi trọng lời nói của anh hơn. Anh hãy nghĩ xem nên làm thế nào đi. Anh thấy bố mẹ vẫn tươi cười với vợ chồng anh cũng như vợ chồng thằng An và mấy đứa cháu. Nếu ông bà thật sự có vấn đề gì với nhau thì anh phải sớm nhận ra rồi chứ. Anh cũng thường xuyên gọi điện về thăm bố mẹ bố mẹ có bao giờ than vãn gì với anh đâu. Đó là vì bố mẹ sợ xấu hổ với chị dâu và bên nhà thông gia nên mới thế. Nếu anh không tin em thì có thể đi hỏi người làng này xem họ nghĩ thế nào về gia đình mình. Thôi được rồi, em đã kiên quyết như vậy thì để anh nói chuyện với bố mẹ. Nhưng mà phải đợi đến khi xong hết mấy ngày Tết, chứ bây giờ không khí trong nhà đang rất tốt. Nếu nói lúc này thì mọi chuyện có thể sẽ đi chạch hướng khánh vỗ vai hoài và bảo cô hãy chờ đợi cho đến khi hết tết và quả thật vì muốn giữ thể diện trước mặt hai người chị dâu nên bố mẹ hoài không hề cãi cọ hay mặt nặng mày nhẹ với nhau họ thậm chí còn nói chuyện rất thân mật với nhau khánh lo tụ tập bạn bè khi lâu ngày được trở về quê anh quên mất lời hứa của anh với hoài một phần anh nghĩ bố mẹ chỉ cãi nhau bình thường và đã sớm làm lành khi các con về chơi nên anh không còn mảy may suy nghĩ đến việc họp gia đình khi hoài nhắc anh thì anh chỉ ậm ừ bỏ ngoài tai những lời em gái nói và bảo cô đừng quá lo lắng hết dịp nghỉ tết hai anh trai của hoài lại lên thành phố để tiếp tục công việc và chỉ khi hai anh vừa ra khỏi nhà ông hoàng và bà đường đã không còn cười nói với nhau nữa vai diễn của họ đã kết thúc hoài lại phải chứng kiến không khí lạnh tanh trong nhà cành đào đặt trước thềm nhà, những bông hoa vẫn còn nở rất tươi thắm, nhưng mùa xuân trong ngôi nhà này đã kết thúc. Sáng tinh mơ, bà Đường ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ và thái rau cho đàn gà. Tiếng còi xe máy vang lên từ phía bên ngoài cổng. Bà Đường quay lại thì nhìn thấy Tài đến. Tài là cháu của ông Hoàng. Ông Hoàng và Tài rất thân thiết với nhau, nhưng giữa bà Đường và Tài thì lại khác hoàn toàn. Bà Đường không ưa Tài và có thể nói là đến mức căm ghét, cũng vì hai chữ tiền bạc. Ông Hoàng là người lời nhát, Tài cũng vậy. Anh ta giống như một bản sao của ông Hoàng lúc còn trẻ. Ngoài mặt, Tài vẫn tỏ vẻ lịch sự với bà Đường. Mợ Đường ơi, cậu Hoàng có nhà không ạ? Ông ấy đang ở trong phòng ngủ đấy. Tài nhanh chóng đi vào phòng ông Hoàng và thì thầm to nhỏ gì đó với ông Hoàng. Chỉ một lát sau, Tài đi ra và cầm trong tay mấy tờ tiền 500.000 khuôn mặt bà đường bầm tím khi nhìn tài. Bà đi vào phòng và mở cửa cái rầm. Ông Hoàng có hơi giật mình, lúc đó ông đang loay hoay xếp lại sắp tiền và đóng két sắt. Ông Hoàng trừng mắt nhìn bà đường. Bà định phá cái nhà này đấy à? Tôi cũng đang định hỏi ông câu đó đây. Ông vừa đưa tiền cho thằng tài làm gì thế? Không phải việc của bà. Tiền trong két sắt ấy không phải là tiền của một mình ông đâu, mà ông muốn cho ai thì cho thằng tài nó đang cần tiền để nộp học cho con nó hỏi mấy nơi rồi nhưng không ai cho nó vay nên nó mới lên đây vay tôi con cháu nó đang khó khăn như thế mà bà định chơ mắt không giúp đỡ nó à miệng ông nói ông cho nó vay nhưng ai biết được ông có lấy lại tiền hay không hay là ông định cho nó luôn đây đâu phải là lần đầu ông cho nó vay tiền mập mờ sau lưng tôi đâu nếu như tôi không chạy vào đây thì hỏi đời nào ông nói cho tôi biết tính đi tính lại số tiền ông cho nó vay chắc cũng mấy chục triệu rồi. Lần vài trăm, lần năm trăm, lần một triệu. Tiền chứ không phải nước lã mà ông giải khắp nơi như làm từ thiện như vậy đâu. Bà có ngậm cái miệng vào không? Tôi nói đúng quá nên ông không cãi được chứ gì. Cậu cháu nhà ông đều giống nhau cả. Thằng Tài nó cũng không còn nhỏ nhắn gì nữa. Nó đã gần 40 tuổi rồi mà không có nổi một công việc ổn định. Một năm thì may ra, nó chỉ làm được vài ba tháng nó không có mục tiêu sống rõ ràng, cũng không biết nghĩ cho tương lai ba đứa con của nó. Ông càng cho nó tiền thì nó sẽ càng ỉ lại và không muốn cố gắng. Thằng Tài dần dần, nó rồi cũng sẽ giống ông mà thôi. Nó giống tôi thì sao? Vô dụng, ngông cuồng, chỉ mạnh mồm, chứ không làm được việc gì chứ còn sao nữa. Ông Hoàng đi đến gần cánh cửa. Bà Đường cứ tưởng ông sẽ bỏ ra ngoài. Nào ngờ ông đã khóa trái cánh cửa lại và bắt đầu đánh bà đường ông hoàng đã tức giận đến cực độ ông đánh bà đường liên tục và đưa tay bịt miệng bà vì không muốn bà có thể cầu cứu bất cứ ai ông hoàng giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống bà đường vậy bà đường vùng vẫy mãi mà chẳng biết làm cách nào để thoát ra bà đường bị dồn vào gần chân giường tay bà bắt đầu sờ mó xung quanh xem có vật gì mà bà có thể dùng để tự vệ hay không may thay cho bà đường là ở phía dưới giường bà có để một chai thủy tinh đựng rượu thuốc mà bà hay xoa bóp mỗi khi đau chân. Bà nắm được chai rượu thuốc đó trong tay và không ngần ngại đánh vào đỉnh đầu ông hoàng. Bị đánh bất ngờ, ông hoàng kêu lên đau đớn và ngã nhào xuống đất. Bà Đường đã tranh thủ cơ hội đó mở cửa và chạy ra ngoài. Ông hoàng nhanh chóng đuổi theo bà Đường, miệng ông liên tục chửi bới. Còn mụ kia, mụ có đứng lại không? Mụ dám làm như vậy với tôi à? Bà Đường nhìn thấy khoảng khắc đó, ông hoàng quá đáng sợ, bà đã hô hoán làng xóm xung quanh để ngăn ông hoàng lại. Bà Đường hét lên: "Cứu tôi với, cứu tôi với!" Hàng xóm xung quanh kéo đến rất đông và can ngăn ông hoàng, nhưng ông hoàng vẫn chưa hết cơn giận. Ông tiếp tục lao đến đánh bà Đường. Mọi người vì hoảng hốt quá nên phải gọi công an đến. Ông hoàng và bà Đường bị dẫn lên trụ sở công an để giải quyết. Lúc đó, Hoài đang trong ca làm việc. Cô thấy bà Thu gọi điện cho cô. Linh tính có chuyện gì không hay đã xảy ra, Hoài vội vàng nghe máy. Hoài chưa kịp nói gì thì bà Thu đã nói liên tục. "Hoài ơi, bố mẹ cháu đang ở trên công an, cháu mau lên đó xem thế nào đi." "Sao bố mẹ cháu lại ở đấy ạ?" À? "Cô nghe nói bố cháu đánh mẹ cháu dã man, người ta không can ngăn được bố cháu nên phải gọi công an đến làm việc. Cháu nhớ mua theo ít thuốc và băng bó cho mẹ cháu nhé. Cô đang đi làm chưa xong việc." nên không đến đó được dạ cháu biết rồi ạ hoài vội xin nghỉ làm khi chưa hết ca làm việc và đến trụ sở công an nhìn thấy bố mẹ mình xuất hiện ở đó cô mới thấy xấu hổ làm sao ông hoàng dính một vài vết máu trên áo và trên đỉnh đầu còn bà đường thì bị thương khắp nơi hoài chẳng biết bênh ai trong hoàn cảnh này cô nhìn bố mẹ mình và cầu xin mấy chú công an cho cô đưa họ đi bệnh viện sau khi lấy xong lời khai các anh công an đã cùng hoài đưa ông hoàng và bà đường đến bệnh viện ông hoàng chỉ bị thương nhẹ và chỉ cần băng bó một chút là được về còn bà đường thì phải băng bó toàn thân khi bà chạy trốn ông hoàng bà bị vấp ngã và xương cánh tay bị dạn bà phải băng bó một thời gian bà đường vẫn chưa hết sợ hãi khi nhìn ông hoàng bà nắm lấy tay hoài rồi khóc lóc mẹ làm sao có thể tiếp tục sống với người như ông ta được hả con thế nên con mới bảo mẹ sớm ly hôn đi nhưng mẹ không chịu Bây giờ thì mẹ nhìn đi Chính vì mẹ cứ cố chấp không nghe lời con Nên mọi chuyện mới thành ra thế này Nhân cơ hội này Bố mẹ hãy ly hôn với nhau đi Còn xin mẹ đấy Bà Đường nhìn những vết thương trên cơ thể bà Và nhìn vào cô con gái đang bày ra vẻ mặt bất lực trước mặt bà Bà cũng nghĩ lại biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua Bà thở dài rồi nói Thôi được rồi Lần này mẹ sẽ nghe theo lời con Mẹ sẽ ly hôn Mẹ nói thật chứ? Ừ, mẹ nói thật. Giờ ai ai cũng biết mẹ bị ông ta đánh đập như thế nào rồi, mẹ chẳng còn gì phải giấu giếm nữa. Còn hai anh trai con thì mẹ hãy nghĩ cho cuộc đời của mẹ trước đi, các anh cũng có cuộc đời của riêng các anh, mẹ hãy để các anh tự giải quyết. Con sẽ đứng về phía mẹ hay bố con? Đứng trước câu hỏi đó của bà Đường, Hoài có đôi chút lưỡng lự. Bố mẹ cô ly hôn nghĩa là cô sẽ phải chọn đứng về phía một người, chứ không phải là đứng giữa và giữ mối quan hệ tốt đẹp với cả hai được. Bà Đường không phải là đúng hoàn toàn trong cuộc hôn nhân với ông Hoàng. Có những lúc bà Đường đã nói những lời đi quá giới hạn, nhưng suy cho cùng bà cũng vì quá khổ tâm nên mới phạm phải sai lầm đó. Còn những việc ông Hoàng làm thì không phải sai lầm mà là lựa chọn của ông. Ông đã đánh bà Đường không ít lần. Ông tung tin đồn lung tung về gia đình bên ngoài. Ông không làm ra tiền mà chủ yếu sống nhờ vào tiền mồ hôi công sức của bà Đường. Nhưng cuối cùng, ông lại còn phung phí cho tiền người khác mà không hỏi ý kiến bà Đường. Sau khi suy nghĩ về điều ấy, Hoài đã mạnh dạn nói: "Bố dù sao vẫn là bố của con, con vẫn có trách nhiệm khi là con gái của bố, nên con không thể đoạn tuyệt hẳn với bố được, nhưng con vẫn hứa sẽ đứng về phía mẹ. Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ sống cùng mẹ." nhờ có lời nói đó của cô con gái mà bà đường đã dứt khoát hơn tiến đến quyết định ly hôn công sức bao nhiêu năm bà xây dựng cho bên nhà nội bà không thể cứ thế mà ra đi tay không đã được chuyển thành một vụ kiện tụng để phân chia tài sản ông hoàng tất nhiên không muốn chia tiền bạc cho bà đường ông ấy cũng đã cố gắng hết sức để giành giật tài sản về tay ông hai người con trai của ông bà đang đi làm xa không thể bỏ dở công việc về để khuyên ngăn bố mẹ không nên ly hôn họ cũng sợ sẽ khó nhìn mặt vợ và nhìn mặt bên nhà ngoại khi bố mẹ họ lại ly hôn khi đã ở độ tuổi xế chiều hai anh trai của hoài vẫn muốn ông bà tiếp tục sống với nhau dù đã có biết bao nhiêu chuyện không hay xảy ra khánh gọi điện về cho hoài và trách móc cô khánh chút cơn tức giận lên đầu hoài em ở nhà không hẳn gắn lại được cho bố mẹ lại còn xúi rụp bố mẹ ly hôn à chứ bây giờ anh muốn em phải làm sao anh mới hài lòng chẳng nhẽ anh muốn bố mẹ tiếp tục đánh nhau rồi lôi nhau ra công an thêm nhiều lần nữa sao? đã sống với nhau thì phải đối tốt với nhau cho đúng đạo vợ chồng thì mới nên sống. còn nếu không thể làm như vậy thì có cố tồn tại với nhau dưới một mái nhà để làm gì? khi em bảo với anh hãy nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ thì anh lại bỏ ngoài tai lời em nói và coi như đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt. bây giờ thì mọi thứ đã đi quá tầm kiểm soát rồi. nếu khi đó anh nghe lời em thì có khi đã có sự thay đổi giữa bố và mẹ. Em đã làm hết sức mình rồi, còn anh chẳng làm gì cả. Thế nên, anh đừng lớn tiếng trách móc em nữa. Hoài dứt khoát tắt máy, cô không mong anh trai cô có thể hiểu cho tâm trạng cô ngay lập tức. Cô chỉ mong chuyện ly hôn của bố mẹ cô mau chóng được giải quyết mà thôi. Trong quãng thời gian dài dằng dặc, Hoài phải liên tục đến tòa để theo dõi quá trình xử lý ly hôn của bố mẹ cô may mắn có tuấn đồng hành cùng hoài trong suốt quãng thời gian đó cuối cùng sau một năm vụ ly hôn của ông hoàng và bà đường cũng đã kết thúc dĩ nhiên kết quả không làm hài lòng được cả hai người vì số tài sản mà hai người được nhận khác nhau bà đường đã chứng minh được bà là người đóng góp nhiều hơn cho gia đình thêm vào đó bà đường lại có những bằng chứng ông hoàng sử dụng bạo lực với bà chính vì vậy mà bà được tòa án phán quyết nhận được nhiều tài sản hơn Ông Hoàng tức tối vì ông đã thua bà Đường. Lúc rời khỏi tòa án, ông còn chửi rủa bà Đường và Hoài. Hai mẹ con bà đã thông đồng với nhau để lấy tiền của tôi đúng không? Bà Đường định cãi lại, nhưng Hoài đã ngăn cản bà vì sợ bố mẹ cô lại tiếp tục có xây sát với nhau. Cô chỉ nói một câu nhẹ nhàng với ông Hoàng. Bố hãy thử một lần nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra, xem bố đã sai ở đâu. Con thật sự mong được nhìn thấy bố thay đổi. Hoài và bà Đường cùng nhau rời đi. Hai người quay về căn nhà cũ do bà ngoại để lại và sống ở đó. Còn ông Hoàng sống một mình cùng với bà nội. Khi bà Đường và Hoài không còn chung sống với ông Hoàng, ông Hoàng mới dần cảm nhận được những thiếu sót của bản thân ông. Ngày trước, ông không đi làm mà chỉ ở nhà chơi và được người khác phục vụ cơm nước đến tận miệng. Ông cũng không động tay động chân vào việc nhà và chỉ biết nghĩ đến bản thân. Không còn bà Đường và Hoài bên cạnh, còn dâu con trai cũng không sống cùng, dĩ nhiên một mình ông phải làm hết mọi việc từ chăm sóc mẹ già, dọn dẹp nhà cửa đến nấu nướng. Số tiền tiết kiệm còn lại không nhiều, ông Hoàng đâu còn dám tiêu xài phung phí hay kêu bạn bè đến nhà chơi ăn uống vô tư. Ông Hoàng nhìn ra chiếc máy đầm dựng ngoài sân và biết ông không thể dựa vào công việc đó để đủ lo cho cuộc sống của ông và mẹ già. Ông đã phải bán cái máy đầm đi và quay lại với nghề thợ xây quen thuộc chỉ cần đi làm chăm chỉ trong một tháng là ông Hoàng đã thấy cuộc sống gia đình ông đảm bảo hơn hẳn. Ông Hoàng không còn dám lười nhác nữa khi nhận ra trách nhiệm mà ông đang phải gánh vác và không có một ai chia sẻ gánh nặng ấy với ông. Chỉ sau một năm mà ông Hoàng đã thay đổi rất nhiều. Thỉnh thoảng, Hoài vẫn về nhà thăm ông Hoàng và bà nội. Những lần đầu vì đang còn tức giận nên ông Hoàng đã đuổi Hoài về. Ông không cho Hoài bước chân vào nhà nhưng hoài mặc kệ và vẫn tiếp tục đến ông hoàng cũng không khó khăn với cô con gái được mãi và đã mở lòng hơn với cô hoài vẫn âm thầm quan sát và thấy bố cô đã thay đổi rất nhiều cô cũng thấy mừng thầm vì sau khi ly hôn cả bố và mẹ cô đều đã sống tốt hơn trưa hôm ấy hoài đi làm về và có mang theo một túi đồ ăn ghé nhà ông hoàng cô vừa bỏ đồ ăn lên mâm vừa nói con và anh tuấn quyết định sẽ kết hôn với nhau bọn con định sẽ tổ chức ở nhà hàng. Hôm đó bố nhớ đến nhé. Ông Hoàng lúc đó đang lối húi nấu ăn. Hoài không biết ông đã nghe hay chưa. Cô lại nói thêm một lần nữa. Bố đã nghe con nói gì chưa? Nghe rồi. Vậy hôm ấy bố sẽ đến chứ? Ừ. Tuy ông Hoàng nói chuyện hơi cộc lốc, nhưng Hoài vẫn thở vào nhẹ nhõm và nhìn ông Hoàng mỉm cười. Bởi ông đã chịu nói chuyện với cô và còn hứa sẽ đến dự đám cưới của cô có nghĩa là ông đã không còn giận cô nữa. Ông Hoàng đã thay đổi được tính cách, bà Đường có một cuộc sống nhẹ nhàng hơn, còn Hoài đã tìm được người đàn ông để cô gửi gắm cả đời. Với Hoài, như thế là cô đã mãn nguyện. Hoài lặng lặng nhìn ra bầu trời bên ngoài, những tia nắng đã xuất hiện nhiều hơn, báo hiệu một mùa hè nữa sắp đến. Hoài đưa tay ra đón những tia nắng ấy và cảm nhận được cảm giác bình yên trong tâm hồn cảm ơn quý vị đã lắng nghe trọn vẹn bộ chuyện vừa rồi của chúng tôi quý vị hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của mình bằng cách bình luận ở cuối video nhé quý vị cũng đừng quên ấn like đăng ký kênh và ấn vào quả chuông thông báo để không bỏ lỡ những bộ chuyện mới nhất sẽ được chúng tôi cho ra mắt liên tục trong thời gian tới còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại